What chapter? Which chapter? Hả? Bắt đầu chapter 8 hả? Bữa nay là principal đúng không? Qua khỏi khúc này rồi đúng không? Qua khỏi legal aspect of agency luôn. Right here. Đúng chưa? Dạ, trước nhất để cô tắt cái phone nha. Anh chị tắt phone giùm cô nhé. Good morning everyone. À, cho những anh chị nào mới gia nhập lớp tuần rồi và tuần này, cô là Liễu Duy Nguyễn, cô là realtor của văn phòng Thomas Đào, cô công tác được trên 15 năm với Thomas và hiện là cô là một trong ba giảng viên hướng dẫn các em anh chị học về real estate, học về cách làm việc, học về cách mua bán nhà và học về cách giao tế với agent chung quanh với khách hàng và những việc làm liên quan vấn đề mua bán nhà cửa. Thì trong hai tuần qua, hôm trước thì cô có nói rằng cô đang có một cái listing ở Anaheim Hills, có offer vô nhưng rồi lại rớt, có offer vô lại rớt. Lý do họ rớt offer là tại vì khi mà mình nhận cái offer của người ta vô đó, mình là listing agent, mình nhận offer đó, mình thấy offer vô giá trên giá mình listing rất là mừng. Nhưng mà có một cái vấn đề trước khi mà mình open escrow để mà tiến hành cái việc mua bán đó cho thành công đó, thì mình phải make sure là cái lender, cái nhà băng mà họ cho vay tiền đó, chắc chắn hồ sơ có nằm đúng như đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hay không. Thì case đầu là họ có hồ sơ đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, nhưng họ vô open escrow được 2 ngày thì họ cancel. Họ nói rằng tại khu vực đó là fire hazard, là khu vực cháy nhà. Thì toàn cái Anaheim Hills, toàn cái dòng Balinda và toàn vùng Riverside đều là fire hazard. Nếu họ không muốn đó, họ phải đi dùng biển họ mua thì mới tránh chuyện đó thôi. So cancel, bỏ qua quên. Mà cái trường hợp này cô biết trước là người này sẽ cancel. Tại vì lúc đầu họ mua nhà đó, họ nộp offer xong đó, 2 ngày sau họ do dự. Họ do dự rồi họ tới, họ lui, họ tới, họ lui, họ không chắc chắn. Rồi người agent của họ nói sau đó thì họ ok, họ tiếp tục tiến hành. Thì khi họ tiến hành đó, cô có nói chuyện với người seller. Cô nói rằng những trường hợp mà khi buyer lần đầu tiên nộp tiền vô mua nhà, nộp giấy tờ vô mua nhà, mà have a second thought, tức là có sự do dự, trước sau gì vô escrow cũng sẽ cancel. Thì đúng, vô escrow có 3 ngày sau họ cancel. Mình là người buyer agent, mình là người đại diện khách đi mua nhà, mình thấy phản ứng của khách hồi ban đầu
mình đừng nên push khách để mua. Mình phải để họ tự động, họ tìm đến mình để mà họ mua, đi xem nhà rồi. Mình chỉ họ cho ý kiến là cái nhà này giá cả như vậy, trường hợp cái nhà này vậy 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 đó. Rồi mình để cho họ tự họ suy nghĩ. Tại vì mình push họ, họ gì nể nang hoặc là họ gì lời nói của mình, họ vô nhưng mà giữa chừng họ sẽ bỏ cuộc. Mình mất thời gian với họ. Xong rồi thì cô có cái offer thứ hai. Cái offer thứ hai vô á, thì người đó đi xem nhà cái ngày của open house hôm thứ 7 và Chủ nhật 2 tuần trước. Nhưng mà khi họ đi xem nhà đó, họ chưa có làm hồ sơ với lender, họ chưa có ready. Họ xem nhà về họ thích quá, họ mà 5 ngày sau họ submit offer nhưng mà họ không có cái lender approval. Thì cô phải chờ, cô cho họ tới hôm nay là 10 ngày rồi. Nhưng mà vẫn chưa có lender approval cái loan của họ. Vì họ không có chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hay là vì họ có trở ngại gì đó, cô không biết rõ lắm. Do đó là, và trong thời gian đó thì cô lại được một cái offer khác đưa vào. Thì cái offer khác đưa vào, nó đưa đúng vào cái listing price của cô. Mà cái hai cái offer trước là nó đưa lên trên 30 ngàn. Thì người seller đương nhiên thấy rằng cái tiền offer ít hơn. Seller có vẻ ngại ngần khi muốn nhận cái offer này. Nhưng mà cái offer này nó tương đối 90% chắc. Vì nó được nhà băng chính thức direct lender là Citibank, chứ không phải một cái lender nào nhỏ ngoài này chi đó, được cái DU approval, tức là underwriter approval, đã lấy cái địa chỉ nhà này đã approval nó vô được tới khoảng 70% rồi. Bây giờ chỉ còn check income, check cái home inspection coi có trục trặc gì nữa không, là cái deal nó go through. Thì người seller nói trời ơi, xây xích tới 30 ngàn nhiều lắm chị à, 30 ngàn nhiều lắm, bây giờ chị tính sao? Tôi nói để từ từ, để cho người buyer agent với buyer bên kia họ nóng ruột một chút, mình khoan trả lời. Thì một ngày sau, cái người đó sau khi nộp offer cho cô hồi 5 giờ chiều, thì sáng hôm sau thì họ, cái người buyer agent gọi cho cô nói rằng bà đã nhận offer của tôi, bà nghĩ thế nào? Tôi nói bây giờ cô không trả lời liền, cô nói cô đang trong meeting, chờ cô 2 tiếng đồng hồ cô sẽ trả lời. Thì đó là một cách thức để mình tạo cho cái người buyer agent bên kia một sự nóng ruột. Vì họ đã tiến tới họ kiếm mình, kiếm người listing agent để họ hỏi. Tức là người buyer đã push họ phải làm sao lấy được cái nhà này. Thì mình tạo cho người buyer và mình tạo cho người buyer agent bên kia một sự nóng ruột, sốt ruột. Mình kéo dài thời gian, mình không trả lời. Tới 2 tiếng đồng hồ sau, cô vừa lái xe, cô vừa trả lời. Thì cô nói rằng chúng tôi đã nhận được offer, đã coi hồ sơ rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật cho bà biết là cái offer tôi đang có trong tay là 1.600.000. Cái offer của bà có 1.300.000. Nếu bà muốn seller mà bỏ cái offer 1.600.000 để mà qua cái offer của bà, at least bà phải meet cái price halfway. Thế nói vậy chứ bà muốn bao nhiêu tiền? Tôi nói tôi không muốn bao nhiêu tiền, tùy bà quyết định. Tôi nói tối thiểu đó, rồi cô mới cho họ cái hint. Cô nói tối thiểu đó, bà phải bỏ thêm ít nhất khoảng 15-20 ngàn nữa. Thì hoặc mai, tôi mới có thể nói với seller là bây giờ give up cái offer 1.600.000 mà cái lender chưa có, đi qua với bà. Thì bà nói bây giờ bà cho tôi cái counter offer, bà đánh cái giấy qua, bà cho nó nói rằng bên này seller đòi 1.500.000. Để tôi làm việc với buyer của tôi. Thì cô nói chuyện với seller, seller ok, làm vậy đi. Seller nói ok, chị đánh được cho em thêm 20 ngàn, em cảm ơn chị. Thì cô đánh cho bên kia, thì trong vòng có 15 phút đánh đi. Nửa tiếng sau họ trả là họ ký, họ đồng ý 1.500.000. Thì hôm qua là ngày thứ 7, họ mới bỏ tiền deposit vô. Và no appraisal contingency, tức là cho dù nhà băng lender của họ appraisal ra cái nhà này bao nhiêu, không cần biết, họ vẫn phải mua với giá 1.500.000. Thì có đó là những cái tích tắc, những cái cách thức mình làm việc. Thì mình cũng đứng với vai trò của mình, nếu là mình người đi offer nhà cho khách hàng, thì mình cũng có sự, nếu mà khách hàng ngoài sau lưng
đốc thúc mình thì mình phải gọi người seller, gọi người listing agent, thì bên kia nó cho mình thấy là mình nóng ruột muốn mua, thì nó thấy được cái nhược điểm của mình. Thì bên kia họ làm với cô như vậy, cô cũng thấy được cái nhược điểm của họ, là cô mới câu, là cô câu thêm được 20 ngàn cho người khách hàng. Và cái loan của họ tương đối khá chắc chắn, được khoảng 75% đã được EDU approval. Tức là cái hồ sơ này, cái nhà đã có, everything đã có, địa chỉ đã có, nhà băng nó nắm đầy đủ, nó mới cho cái approval đó. Thì bây giờ là chờ thứ hai, họ order home inspection và chờ appraisal, chuyện đó tiếp tục. Thì trong vòng 2-3 tuần nữa, khi cô trở về lớp, cô sẽ giải thích, nói tiếp cho mấy em nghe. Và đêm hôm qua là cô mới submit một cái offer, tức là cô có khách hàng mua nhà ở Huntington Beach, và cô mới submit một cái offer, một cái nhà đó, nó chủ nhà không có xem nhà, cô đi xem nhà, cô quay phim cái nhà, cô gửi đi cho, tại vì chủ nhà là khách hàng muốn mua là đang ở Texas, Arlington. Thì cô quay phim cái nhà đó, cô gửi lên cho khách hàng coi, và khách hàng đồng ý. Và giá nó kêu là 1.795.000. Hôm qua vì khách hàng của cô là cash buyer, cô offer 1.7. Đêm hôm qua cô mới submit offer đi. Thì cái này cô offer 1.7, tại vì sau khi cô xem nhà rồi, nó thấy là cái proof of fund của người khách hàng cô trong account có 2.1 triệu tiền mặt. Thì thằng listing agent bên đó nó sẽ gọi cho cô, nó hỏi coi nhà rồi thì bà thấy như thế nào. Tôi nói khách hàng tôi đang do dự, đang suy nghĩ, đang bàn tính với gia đình, khi nào có kết quả gì tôi sẽ cho hay. Tức là mình tạo cho cái người listing agent kia một sự hy vọng là mình sẽ nộp cái offer. Và khi mình nộp cái offer vô rồi, trong vòng có 3 giây đồng hồ là bên kia tích tắc trả lời là ta nhận được offer. Thường thường khi mình gửi offer mấy người listing agent ignore, nó không trả lời. Trong khi nó thấy mình có cash buyer, có tiền mặt sẵn, thì trong vòng 3 phút đồng hồ nó trả lời là nó đã nhận được offer. Thì bây giờ chỉ chờ họ trả lời có họ muốn cao lên đúng giá, hay là họ đòi thêm bao nhiêu tiền, hay là họ đồng ý bán, cô vẫn chưa rõ. Nhưng mà cô có nói với họ là người khách hàng một tay này sẽ đi Hawaii với cô, hèn chi là để đi coi một cái property khác, hèn chi là muốn open escrow cái gì là tuần này phải làm, nếu không là phải chờ đợi cô đi Hawaii vậy. Thì đó là những cái tiến triển. Và đêm qua cô lại submit thêm một cái offer mua một cái nhà ở dưới San Diego. Nhà mà luôn đất nó nằm khu đó để trồng trọt cho một người khách hàng, giá là 815.000 của cash buyer, cô đã nộp đi, bây giờ cũng đang chờ trả lời thôi. Thì hy vọng những cái điều đó trong vòng 2-3 tuần nó sẽ có kết quả. Khi cô trở về thì cô sẽ kể cho mấy em nghe coi tình trạng nó đi tới đâu. Nói mình trả rồi, cuối năm mình đi đắc thuế, mình trừ vô, mình khai thuế ra, mình làm cái expense đó, mình trừ thuế. Tại vì khách hàng đi thì mình phải đi theo thôi. Lại có một kỳ cô đi qua Utah đó, là cô mình cái license của mình không bán buôn gì được ở Utah, nhưng mà mình qua đó mình advise cho người khách hàng của mình, đặng họ go through giấy tờ paperwork fast, đặng họ bán cái property đó, hoặc là họ mua cái property gì ở đó, mình advise họ thôi. Tức là mình do them a favor, chứ không phải job của mình. Do them a favor để mình lấy được cái lòng tin tưởng của họ. Mà khi người khách hàng sẵn sàng đi với mình tới một cái tiểu bang khác để mà làm việc đó, tức là mình đã tạo được sự tin tưởng của họ 100%. Mà người khách hàng mà cô offer cái nhà Huntington Beach, họ không thấy mặt nhà, chỉ có cô thấy, và dựa theo lời tin tưởng của cô mà họ offer cái nhà, thì là mình tạo được một cái sự tin tưởng tuyệt đối. Mà cái job của mình quan trọng nhất là làm sao mình tạo được sự tin tưởng của mình với khách hàng. Đó là cái quan trọng nhất. Mình đừng bao giờ để cho khách hàng có second thought, có sự đắn đo suy nghĩ về cái tư cách, cái cách làm việc của mình. Đó là cái quan trọng nhất trong cái nghề của mình. Tại vì nghề của mình liên quan đến tiền bạc, liên quan đến danh dự, liên quan đến tài sản của người ta. Mình phải làm đúng nghĩa của một người realtor, làm đúng không vì đồng tiền commission mà mình che giấu những cái chuyện gì không đúng. Hoặc là mình che giấu để mình được cái deal đó cho nó thành công, mình không làm chuyện đó. Mình làm cái con đường thẳng của mình. Tại cái license của mình học rất là khó, mà khi mình bị trên board mà nó revoke cái license của mình rồi là mình không bao giờ xin lại được nữa hết. Mà cái background của mình mà có dính líu tới vấn đề mà tham nhũng tiền bạc, hay là mình lạm dụng tiền bạc của khách hàng, là mình sẽ không bao giờ được trở về cái nghề này.
Không được, không có green card làm sao mà học. Học trước rồi làm sao thi? Nó không có qua được cái background check. Chừng nào thì em có giấy tờ. Cuối năm là cái một năm á, là cô nói là một năm là cái limit để mình thi. Nếu mình trễ là mất một năm là mình phải học lại hoàn toàn, phải đóng tiền học đó. Nếu mà Hi chắc chắn là cuối năm này Hi có thì bây giờ thì Hi để học được. Còn nếu mà từ đây đến cuối năm Hi chưa có làm sao mà học? Ừ, vô lớp chưa? Đầy đủ rồi ha. Khép bớt cái cửa ngay đây là thì gió nó bớt luồn qua thì bớt lạnh cho những người trong lớp. Em đứng dậy đóng bớt cái cửa đó lại, khép nó lại bớt lại chút. Giữ cái chân đó đặng cho người ta biết lớp mình có mở. Yeah, cho gió nó bớt luồn. Rồi bây giờ chúng ta vô lớp học nha. Tuần rồi học có cái gì thắc mắc hay không? Hay là chúng ta tiếp tục? Rồi. Vậy hả? Sao có người nó học tới đây rồi? Bây giờ để con chịu khó giảng lại nha. Em mà hiếp cô quá. Khi mà học với mấy người kia có bị ăn hiếp, có biểu giảng lại gì không? Giờ bắt đầu bài số 8 đó. À, bây giờ để cô giảng sơ lại đi, tại có những người ta chưa nghe được, bây giờ đang giảng giữa chừng người ta vô, ta không biết bài giảng sơ lại. Tức là khi mình đại diện một người khách hàng, mình đi mua nhà, thì họ phải ký với mình cái agency relationship. Cái tờ giấy này đó, là mình khi mình nhận nộp cái offer đi đó, là phải có tờ giấy này xác nhận là mình đại diện cái người này đi mua nhà. Hoặc là khi mình list cái nhà người ta lên thị trường, là mình đại diện người này, mình list cái nhà. Tức là nó show rõ ràng agency relationship. Tức là established when one person, the principal, principal tức là chủ nhà, hoặc là buyer, hoặc là seller, authorized another agent to represent her in dealing with third party. Tức là nó, tờ giấy đó xác nhận cho mình cái thẩm quyền là mình được ông đó, bà đó giao cái quyền thẩm quyền cho mình negotiate dealing với third party là bên kia, là buyer agent hay là listing agent, để mà mình mua cái nhà cho khách hàng hoặc là mình bán cái nhà cho khách hàng. A principal who engages agent services is also known as a client, while a third party is known as a customer. Cái client với customer đều chữ đó giống nhau, nó mang ý nghĩa giống nhau. Nhưng là nếu mình đại diện cho principal là người seller thì mình sẽ được gọi, mình gọi người seller của mình là client, và bên kia người bán người mua gì đó mình gọi là customer. Khác nhau có bao nhiêu đó thôi. Seller or buyers hire brokers to act as agent in real estate transaction. Người seller là người bán nhà, người chủ nhà, hoặc là người đi mua nhà. Hire chúng mình, mướn chúng ta để làm agent trong vấn đề mua bán nhà cửa, real estate transaction, tức là liên hệ về vấn đề mua bán nhà cửa. Many real estate transactions involve more than one agency relationship. Nhiều cái transaction, real estate transaction đó, mình có thể vừa làm đại diện cho người bán và mình có thể là đại diện cho người mua cùng một lúc. Không thể, không có nghĩa là ví dụ cô list cái nhà đó, cô không có em này vô coi nhà, nói em không có agent thì làm sao? Cô cũng phải đại diện cho em này, tức là cô là dual agent, tức là đại diện cho người mua và đại diện cho người bán. Mà khi mình đứng vai trò đại diện cho cả hai bên là mình phải có sự fiduciary, sự trung thành tuyệt đối với người bán và trung thành tuyệt đối với người mua. Và mình ở giữa, mình làm sao mình làm được cái chuyện trung thành đó là mình mới làm đúng việc.
Each party may have her own agent. Typical transaction involves real estate salesperson working for brokers. Mà mình, cái bằng của mình realtor ra là mình phải làm việc cho một cái người broker thì cái bằng mình mới làm việc được, chứ không phải mình thi ra bằng real estate rồi tự động cái mình dẫn khách đi mua bán nhà. Nếu không có broker đứng ở trên nắm đầu chỉ dẫn mình là mình không làm được. Rồi thí dụ mình là có bằng broker thì mình cũng phải tham gia một cái văn phòng của như văn phòng Thomas Rào để làm việc 2 năm để có kinh nghiệm. Nếu lúc đó mình có khả năng, có đủ khách hàng, mình có thể ra mở một cái văn phòng riêng để làm broker. Rồi mình cũng như Thomas Rào rồi thu thập agent về để mình làm việc. Nhưng mà muốn được cái đó là mình phải có 2 năm kinh nghiệm hoặc là 5 năm kinh nghiệm trên đó thì bo nó mới cho mình mở cái văn phòng đó. Agency relationship has important legal consequences for both parties. Third party dealing with agent may be legal equivalent of dealing with principal. Mình đừng nghĩ rằng là mình chỉ đại diện cho người bán mà mình không có trách nhiệm với người mua. Mình tuy mình đại diện cho người bán nhưng mà những cái gì mình làm việc là cũng liên đới trách nhiệm với người mua. Do đó cái trách nhiệm của mình rất là nặng nề khi mình làm cái job đó. Bây giờ cô là listing agent của một căn nhà, cô đại diện cho người bán. Nhưng mà em này đi mua nhà với một agent khác, cô vẫn phải có trách nhiệm coi tất cả những cái giấy tờ, kiểm soát tất cả giấy tờ chuyển qua cho người này có đúng hay không. Hoặc là khi họ nộp giấy tờ qua cho cô phải review lại có đúng hay không. Và reciprocally là cái bên người kia cũng có trách nhiệm, là cô là listing agent, họ cô gửi giấy tờ qua họ cũng phải review là hết. Trách nhiệm liên đới hai bên đều chịu trách nhiệm với nhau. Agent owes certain legal duty to principal to third party and to third party. Tức là mình có trách nhiệm liên đới về luật pháp với tất cả những giấy tờ liên quan tới nhà cửa. Mình nói là mình đại diện bên người seller, tôi không có trách nhiệm gì bên buyer, we are wrong. Mình là đại diện cho người seller nhưng mà trách nhiệm legal paperwork mình vẫn phải làm đúng, mình không được làm sai trái cái gì hết. Duty and liability of agency relationship arise automatically. Cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình về cái giấy agency relationship, tức là cái hợp đồng giao kèo với mình với cái đứng đại diện người mua và người bán, nó liên đới với nhau và nó trách nhiệm, nó làm việc là mình phải có trách nhiệm với nhau rõ ràng như vậy. Vừa ký cái giấy xong là mình có trách nhiệm làm việc với họ. Under agency law, relationship created by express agreement, ratification, estoppel. Implication, dưới agency law, relationship created by express agreement, ratification, estoppel, implication. Tức là tuần này, đúng rồi, đã học rồi, bây giờ giải thích tiếng Việt cho con nghe, express agreement là gì? Trời đất ơi. Yeah. Ví dụ bây giờ em này nói cô ơi, em tới coi nhà này nhưng mà em không có agent, cô có thể đại diện cho em dẫn đưa em đi mua nhà rồi đại diện cho em mua nhà giùm em được hay không? Cô nói ok làm được, cái là express agreement, hai bên agreement expressly, nhanh chóng nhưng mà chưa ký gì hết. Còn ratification. Ratification là principal give approval after the fact to acts not authorized at time they were performed. Tức là người ratification có nghĩa là người principal, tức là như cô là agent, em này là chủ nhà, giao cho cô cái trách nhiệm list cái nhà của em anh ấy, thì bây giờ là principal approve là cho cô cái quyền đứng ra bỏ cái nhà đó lên thị trường với giá cả em đồng ý, với những việc cô làm thì accept the fact that I doing that way. Và có những cái việc mà khi không cần authorize, cô cũng có thẩm quyền làm, giống như là cô sẽ mướn người tới chụp hình hay là cô làm những cái việc mà trong nghề của cô buộc cô, bắt buộc cô phải làm thì cô sẽ bỏ lên trên đó để và làm với him. Thì cái đó là ratification, cái chuyện mà khi mình nhận lời là mình là một người agent của một người seller hay là agent của một người buyer,
là He authorizes approval tất cả những hành việc làm của mình. Và mình nên nhớ là việc làm của mình đều trên giấy tờ, trên luật pháp, mình phải làm cho đúng. Principal may ratify expressly approving unauthorized act or accepting benefit of unauthorized act. Làm sao? Tuần rồi học rồi, giải thích đi. Đừng nhìn cô. Tuần rồi thầy Danny nói cái này là cái gì? Ừ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 đứa. Đó là trường hợp đó, là thí dụ mình lợi mình tới xem cái nhà, mình gặp ngay người seller ngay chỗ đó, mình nói là khách hàng tôi rất thích cái nhà, tôi sẽ nộp offer cho ông, tức là mình act as on behalf of người seller buyer của mình, tuy chưa ký giấy tờ gì hết, nhưng mà người seller nói muốn offer thì mình lợi mình nói cho người seller bên kia biết, trong lúc mình xem nhà, nhiều khi cái nhà còn người chủ nhà ở, mình nói ô, buyer tôi rất thích mua cái nhà này. Chúng tôi sẽ nhập offer, tức là act on behalf. Tuy ông kia, ông chưa có nói, ông biểu mình nói làm offer, nhưng mà mình mở miệng để mình có cái đường đi. Giống như cái nhà mà cô nộp offer ở Huntington Beach đó, là cô đi xem nhà. Bên seller, bên buyer của cô chỉ mới đang suy nghĩ. Nhưng mà bên kia, người listing agent gọi cô hỏi nghĩ sao về cái nhà. Thì cô nói là seller, buyer của tôi đang suy nghĩ và đang có ý nghĩa nghĩ là có thể sẽ nộp offer, nhưng mà bên kia chưa nói cái gì hết. Cô chỉ mở lời, làm những chuyện nói như vậy rồi mình không nộp offer, bên kia cũng đâu làm gì mình đâu. Nhưng mình nói để cho bên kia thủ thế, chuẩn bị là ha, bên này muốn mua rồi, bây giờ mình mở đường cho bên kia để coi bên người seller bên kia, bên người listing agent bên kia nói như thế nào. Khi cô mở lời, cô nói ở buyer cô đang suy nghĩ và có thể discussion với gia đình tối nay. Và khi nào cô có cái positive thought của bên kia, cô sẽ trả lời cho họ biết. Thì người agent bên kia nói chuyện với cô, I'm so happy to work with you. Tức là bên kia đã mở con đường rộng cho cô đi rồi. Còn nếu mà cô nói vậy, cái người kia nó, oh, take your time because we have multiple offers right now. Tức là người kia đã chặn con đường mình đi tới vì người kia đã có nhiều offer, không cần tới cái offer của mình. Còn khi người ta gọi mình, người ta nói vậy là người ta mở con đường đó, oh, I'm so happy working with you. Tức là ta đã mở đường cho mình đi rồi đó. Mình chỉ nghe cái cách nói chuyện, sau bao nhiêu năm mình làm việc, mình nghe cái cách nói chuyện của bên đối phương là mình biết đối phương muốn cái gì. Giống như mình gặp một người yêu của mình nghe người yêu mình nói câu gì là mình biết người yêu mình muốn cái gì. Còn nghe người chồng mình nói cái gì là mình biết người chồng mình muốn cái gì. Và người vợ mình muốn cái gì. Thì cái đó là cách mình làm việc trong bao nhiêu năm là mình được cái kinh nghiệm đó và mình nhận xét được con người của người ta qua cái cuộc điện thoại thôi. Mình chưa, cô chưa thấy mặt người listing agent đó là gì, cô chưa biết họ là ai, họ cũng chưa biết cô là ai, nhưng mà qua cách hai bên nói chuyện thì họ cảm giác được là hai bên có thể làm việc với nhau. Estoppel agency is created by Estoppel when principal allowed third party to believe there was agency authority for action. And it would be unfair to third party to deny agency authority. Thí dụ người chủ nhà gặp một người, cô đưa khách đi xem nhà, thì người chủ nhà nghĩ là cô đã được người buyer giao cái thẩm quyền để mà quyết định việc mua bán nhà này, giao cho cô cái thẩm quyền tiến hành nói chuyện với người seller. Và cái người chủ nhà đó, họ sẽ hiểu rằng là cô này là làm việc với người buyer này. Người buyer này, người khách cô dẫn đi mua nhà đó, họ sẽ feel là họ chưa có nói gì với cô hết. Nhưng mà cô đã đủ thẩm quyền để mà cô giao dịch cái mối quan hệ mua bán nhà này, tạo cho người ta một sự tin tưởng rằng đây là một giao dịch thành công và có thể đi đến thành công. Tại có những trường hợp
khi em đưa một người khách hàng đi mua nhà, giữa người khách hàng với em không có cái bonding. Là khi mình đưa đi mua nhà xong, đưa đi khách hàng đi xem nhà rồi, về mảnh cách cách đi, mảnh cần đi, không hề có cuộc gọi điện thoại trở lại. Tức là không có cuộc bonding. Last week có nhiều cuộc phone call của những người khách hàng giới thiệu một người này người kia cho họ, cho cô. Nhưng mà sau khi nói chuyện rồi, có lẽ cô với người đó không có cái mối giao cảm, thằng chi cô không thấy họ gọi lại. Còn có người là vừa nói chuyện xong là ngày hôm sau ký giấy tờ là làm việc. Cái đó là có mối giao cảm. Không phải là mình có phù phép gì mà mình nói chuyện với người ta là người ta phải nghe theo lời mình. Thiếu gì cả ngàn cả triệu người agent ngoài kia, tại sao phải đi với cô? Thì người này giới thiệu là vậy vậy, nhưng mà nhiều khi cô nói chuyện với người ta hai bên không hợp, không làm việc được. Cái khó khăn của mình á là cái cách ăn nói của mình rất là khó khăn. Lần đầu tiên mình đưa khách đi mua nhà đó, khi mình vô mình interview người khách đó, là cái cách để mình tìm hiểu coi cái cách nói chuyện của người khách và cái suy nghĩ của người khách đó đang đi về hướng gì. Giống như mình làm thầy bói vậy đó. Khách vô coi có bói, nhưng mà mình trước khi mình muốn họ biết họ muốn gì, mình hỏi lần lần để họ sơ hở ra, để cho mình biết là họ tới tìm mình để làm gì. Thì mấy người thầy bói đó đâu phải trời trên trời đâu, sao biết họ muốn cái gì. Thì cũng giờ vô mình nói là tôi đang buồn, chồng tôi ngoại tình, vợ tôi có người yêu khác, người yêu tôi có người yêu khác. Thì nói rằng là ông thầy ông biết rằng cô này đang thất tình, cậu này đang thất tình, hạn chi ông vẽ cái đường đi. Thì giống như mình cũng như vậy, mình làm sao biết ý của người khách họ muốn cái gì. Mình phải vô có một cuộc interview. Cái nhà mà cô listing trên Anaheim đó là bà con của một người bạn cô giới thiệu cho cô. Cô với họ text qua text lại, email qua lại. Cuối cùng người kia mở lời nói, can we meet face to face? Tức là họ muốn gặp mặt tại chỗ để coi cái cách cô nói chuyện trên giấy tờ và cách cô nói chuyện ngoài mặt, coi có giống nhau hay không, coi có đúng cái hình cô gửi đi là cô hay không, hay là cái cách cô trên giấy tờ cô viết khéo léo lắm, nhưng mà lên nói chuyện cô làm không được. Khi mà người khách người hàng của mình nói I want to meet you face to face, tức là mình thấy cái đường đi của mình nó tới được 95% rồi, chỉ còn cầm cái giấy tờ gặp mặt xong là ok, là ký tên là xong. Còn nếu mình nói chuyện qua điện thoại, điện thoại qua lại 3-4 lần rồi mà ta vẫn chưa muốn gặp mình là coi như cái deal đó bị chua lét rồi. Principle is estoppel prohibit from denying agency to protect innocent third party. Có những người đó lợi nói với người seller là coi như họ có đủ thẩm quyền, nhưng mà cậu này chưa có giao cho cô quyết quyền gì hết á. Thì người seller, người bên kia nghĩ là cô đang có âm mưu gì đó, thì họ sẽ đứng ra họ bảo vệ cái người agent, người khách hàng này, để cho biết là cô này đang làm cái việc không có đúng. Khi mà tới gặp mặt như vậy, có những trường hợp rất là khó khăn. Sau này mấy em ra nghề rồi thì em sẽ thấy có những trường hợp mình làm việc mà mình không đạt được sự tin tưởng của cái bên người seller, và là mình không đạt được sự tin tưởng của bên người buyer. Mà cái tạo sự tin tưởng đó là ăn thua ở mình. Implication. Person's behavior implies that he's acting as another person agent. Cái chuyện này còn giả mạo nữa. Tức là cô đi đưa người khách đi xem nhà, nhưng cô lại muốn bảo vệ quyền lợi của người seller hơn là bảo vệ quyền lợi của khách hàng cô. Có người tự nhiên lại gặp người seller, họ thích cái người seller hơn cái người khách hàng họ dẫn đi. Họ nói chuyện có cách như là họ muốn bảo vệ cái quyền lợi người kia để đi đến thành công hơn là bảo vệ cái người khách hàng mình đưa đi. Hèn chi có những cái cách mình làm việc, cái cách mình nói chuyện là một cái cách. Cô qua mười mấy năm rồi, gặp biết bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn. Hèn chi trước khi mình làm việc với người nào, mình phải suy nghĩ và phải đắn đo rất là nhiều. Khi mình mở lời và một đánh cái email gì, mình phải suy nghĩ thật là nhiều trước khi mình nói một cái gì. Tại vì một câu nói mình nói ra rồi đó, mình không có lấy lại được.
If person believed that someone is acting as her agent, and that person failed to correct the infraction, he might actually be held to owe agency duty. Nếu mà cái người đó, cô đưa người đó khi mua nhà, cô act like cô là agent của người đó, mà nếu cô không sửa chữa lại, không thấy cho người ta cách là tôi không phải agent của bà, tôi là agent của bên seller thôi, thì là mình kẹt ở giữa, là mình phải giải quyết vấn đề cho người bên này, mình hứa hẹn những cái gì. Hàng chi cô nhắc đi nhắc lại là khi mình làm việc, mình phải rõ ràng mình đại diện bên seller hay là mình đại diện bên buyer. Từ hồi cô mua bán nhà tới bây giờ, cô chỉ làm dual agent, tức là đại diện cho bên buyer và seller có 4 lần thôi. Và 4 lần đó là cả đêm, có những đêm cô không ngủ được. Tại vì nếu cô bảo vệ quyền lợi của người buyer, đòi hỏi những điều kiện sửa chữa như vậy, thì bên người seller, ai sẽ bảo vệ quyền lợi? Đúng không? Mà nếu cô bảo vệ quyền lợi của người seller, thì người khách hàng mà cô đại diện mua nhà cho họ, đó, ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ? Và rất là khó. Tại vì khi mà mình đã đứng đại diện cho người seller, tức là mình đã có cái relationship với họ trước rồi. Còn người buyer này thì lình walk in vô, bước vào, muốn mình làm đại diện cho họ, thì cái relationship hai bên mới có thôi. Hàng chi cái tình giao hữu nó chưa có nhiều. Hàng chi để cho có sự công bằng rất là khó. Và mỗi lần như vậy, hồ sơ mà nộp mình là dual agent đó, là trên board đó, lâu lâu cái là nó móc hồ sơ mình ra, nó xét. Nó xét coi những cái hồ sơ đó mình làm có đúng hay không. Mình có đòi hỏi quyền lợi đúng hay không. Thì công tra đòi đó là phải có trùm mối, phải có thermal clearance. Thì họ sẽ móc hồ sơ ra mình coi, mình bên hồi mình request or repair cho cái người đại diện, mình đại diện người mua đó, mình có request seller mình phải làm như vậy hay không. Anh chị mình đừng có thấy ham là mỗi khi mình có cái listing cái mình được làm đại diện cho hai bên đó, là mình cảm thấy mình ô sung sướng quá, nhưng mà cái đó là một sự lo lắng. Ăn hai cái commission hai đầu luôn. Nhưng mà so hard. I'm telling you guys, cô nói thiệt rất là difficult. Tại vì em đứng cửa giữa đi. Em làm sao em vừa bảo vệ người mua và bảo vệ người bán, mà hai bên không có thiệt thòi quyền lợi của ai hết. Tức là mình phải ép một bên để một bên được. Bây giờ mình ép ai bây giờ? Người nào cũng làm mình đại diện hết. Once agency relationship established, principal is bound by agent act that are within scope of agent authority. Tức là khi mình đã ký giấy, mình giao cho cái người agent đó là thẩm quyền đại diện cho mình bán hay đại diện cho mình mua, thì người đại agent đó là có cái thẩm quyền để mà làm những cái việc mà real estate law allow us, cho phép chúng ta để làm. Extent to which principle is bound by agent act depend of kind of agency that was created. Và hồi lúc mình ký cái giấy agency, cái disclosure giữa hai bên đó, thì là nó có ba loại. Thì như cô listing nhà là có ba loại listing, là cô sẽ giảng tới. Agent là mình general, là mình lo toàn quyền hết. Hoặc là special agent only, nó có hai loại. General agent, agent authorized to handle all of the principal affair in one or more area. Tức là khi mà họ ký cái giấy đó cho cô, họ giao cho cô toàn quyền là vừa mua nhà cho họ, bán cái nhà này xong mua cái nhà kia, là họ giao toàn quyền cái quyền đó cho cô, ký có một tờ giấy thôi. Là in general là cô được làm được hết chuyện đó, và cô đại diện họ có cho mướn nhà luôn. Còn có khi họ chỉ ký một cái giấy là mình sẽ là người đại diện đi mua nhà only. Còn đại diện bán nhà là có một người khác lo. Mình không có đủ cái thẩm quyền làm được hai việc chuyện đó. Mà thường thường tụi mình rất là tham. Khi mình đã đại diện được bán cái nhà,
thì mình sẽ làm sao để mà đại diện đi mua cái nhà luôn, nếu mà người chủ nhà có ý nghĩ là mua căn nhà khác. Hiếm khi nào rớt cái case đó lắm. Là hồi mình khi mình đại diện người đó để mà list cái nhà đó, là mình phải build cái relationship, mình đã xây dựng cái tình giao hữu của mình với cái người đó rất là mạnh, rất là strong. Để cái người đó khi mua cái nhà, bán cái nhà này rồi là phải nghĩ tới mình để đưa đi mua nhà. Và không tìm một người agent nào khác. Lạnh quá rồi phải không? Cô nghĩ cô ngồi cô ngoài, cô thấy hôm nay trời ấm o nhưng mặt không mặt có lạnh. Hả? Việt Nam mới qua mà không chịu lạnh nổi sao? Sao nổi? Cô còn lạnh chết. Bữa nay cô tính điệu nữa đó. Cô tính mở đàm nữa mà cô kêu Alexa cô hỏi bữa nay weather nhiều. Nó nói có 62 à. Tối ngày mai có mưa đó. General agent. Agent authorized to handle all of principal affairs in one or more area. Often handles all matters for particular business property owned by principal. Example property manager. Tức là cô nói khi nó giao quyền general đó là mình mua cái nhà này, xong mình bán cái nhà kia, rồi mình coi property management cho họ, có điều khiển tài sản của họ làm in general. Và cô đã làm được việc đó rồi. Mà muốn làm được việc đó là hồi lúc mà bắt đầu mà mình đưa người ta đi mua căn nhà đầu tiên đó, mình phải build được cái relationship. Mình bán cái nhà hoặc là list cái nhà người ta bán, mình phải build được cái relationship để khi họ nghĩ tới chuyện mà họ mua cái nhà, họ bán cái nhà, họ phải nghĩ tới mình trước. Mình phải build được cái relationship đó. Special agent. Agent have limited authority to do a specific thing or conduct a specific transaction. Tức là khi mà họ ký với mình special agent á, thì họ sẽ cho mình có cái quyền only, cái quyền độc nhất là mình mua nhà này cho họ thôi. Còn những chuyện khác họ có người lo rồi. Hoặc là mình bán cái nhà này thôi, mình không có làm chuyện gì khác hết. Và họ chỉ mướn mình là property management coi chừng nhà cho họ thôi. Broker typically authorized to represent seller, buyer in single transaction only and power are limited. Can sign contract, change price, etc. Và thường thường mình đại diện có một cuộc mua bán đó thôi. Và cái quyền lực của mình nó rất là giới hạn. Là mình không thể, ví dụ mà bên kia gửi offer vô, mình không thể ký dùm nhận là tôi đã nhận offer, không có, mình cũng phải gửi qua họ. Hoặc là bỏ cái listing price, đã thay đổi giá, mình cũng phải chờ seller cho ý kiến. Chứ không, mình cũng không có thẩm quyền đó. Cô hy vọng là sau khi mấy em ra thành nghề hết rồi thì người nào cũng được cái general agent, tức là làm được những việc đó, chứ đừng là special agent. Two types of agency authority. Có hai loại. Actual and appearance. Actual authority. Impress or imply authority claimed to agent by principal. Express actual authority. Principal specify direct agent to do something. Tức là người agent mình được chủ nhà cho mình cái thẩm quyền đi tìm nhà cho họ. Họ nói bây giờ tôi muốn mua nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, kích thước 1.400 tới 1.600, đất 7.200, và giá tôi muốn mua là 650.000 trở xuống, và là 700.000 từ 650 tới 700.000. Cái job của mình là mình search tất cả những nhà trong cái city mà họ muốn, cái khu vực đó họ muốn, mình gửi, mình narrow, có khi tìm không ra căn nào hết. Thì lúc đó mình mới nói là hiện tại thị trường rồi, mình sẽ gửi cho họ. Bây giờ với cái giá, kích thước nhà cô muốn như vậy, giá nhà phải là 750.000 trở lên mới có, thì mình gửi lại cho người ta xem. À đúng rồi, tuần rồi cô có đưa một người khách hàng đi coi nhà ở Gardena. Họ muốn coi cái nhà, họ muốn mua từ 550.000 trở xuống, mà phải có đất 7.200 trở lên. Cô đưa người đó đi xem nhà rồi, cô mở ra toàn là từ 650 tới 750.000 không.
mà đất chỉ có 6.000 square feet thôi, nhà chỉ có 1.000-2.000 square feet thôi. Nó nói thôi bây giờ em phải đi kiếm người co-sign đồng mượn cái loan nhiều hơn, tại vì họ chỉ có 20% down thôi, tiền thì có nhưng mà cái qualification đó, tại vì high income ít quá. Mình muốn làm cái loan mình nhiều thì mình phải hy sinh. Cô nhắc đi nhắc lại, mình phải, người khách hàng của mình phải hy sinh 1-2 năm khai thuế cho đúng, khai thuế nhiều lên, làm nail, làm business, làm tóc, làm thợ, bất cứ gì gì. Mình xin 2 năm đó mình chuẩn bị mua nhà, thay vì lương của mình thật sự là 70.000 một năm. Mình nói chơi như khai tôi 30.000 thôi, nhưng mà bây giờ là mình phải khai đúng 70.000 một năm, không đi đất, không cắt một cái gì hết. Và hai vợ chồng được 140, mình khai chừng 2 năm như vậy là mình có thể đứng ra mình mua nhà. Còn lương mình 70.000 đi nào, cắt tiền này tiền kia xuống còn có 25.000 người, hai người có 50.000. Thì mình làm sao mình mượn tiền mua nhà được? Em nghĩ ai tin tưởng mình cho mình mượn tiền mua nhà với cái lương 50.000 và hai người làm ra? Chị cô nhắc đi lại, muốn mua nhà là khách hàng của mình, người thân của mình, mình phải về mình giáo dục chuyện đó trước. Plan mua nhà là phải chuẩn bị trong vòng 2 năm, là phải income mình phải lên. Mua nhà rồi income sụt xuống 10.000 năm cũng ai làm gì mình hết. Nhưng mà trong lúc mua nhà là income mình phải có đầy đủ. Implied actual authorities. Agents have implied authority to do what necessary to carry out act expressly authorized by principle. Tức là người bán nhà, seller hoặc là buyer giao mình toàn quyền, thẩm quyền để cho mình làm cái trách nhiệm. Thí dụ họ giao mình là cho mướn nhà. Chị ơi, em mua cái nhà này rồi đó, bây giờ từ chị cứ tự cho mướn, chị tự tuyển người, chị tự lo hết, giao mướn nhà cho em. Thì cái job của mình là mình đăng báo, mình kiếm nhà, mình lựa những người tenant nào có good credit, good việc làm tốt. Rồi mình ngồi mình lựa người nào tốt nhất để cho cái việc làm của họ được thành công. Việc cho họ mướn nhà được thành công là cái job của mình đó. Và là họ nói là bây giờ em muốn mua cái nhà đó 700.000 thì cái job của mình phải đi tìm với cái kích thước, với cái tiền của họ mình tìm. Nếu tìm không được thì mình phải báo cho khách hàng biết là cái tiền mình mua với 700.000 hiện tại không mua được gì hết. Phải increase cái buyer range lên từ 750 trở lên, hoặc là mua townhouse, mua condo, hoặc tệ nữa thì mua motorhome. Apparent authority. Agent appear to have authority, although principal didn't actually grant it. Rồi có người có vẻ như là em này nhờ cô đại diện đi mua nhà, nhưng mà em này chưa có giao cho cô cái thẩm quyền là sau khi mua nhà rồi là phải cho mướn. Thì mua được nhà tự một mình cô sẽ lo, cô sẽ nói ồ có người mướn vậy vậy rồi, trong khi em này không cần cô làm việc đó, nhưng mà cô tự ra cô làm trước. Tức là act like mình có thẩm quyền đó, nhưng thật sự là mình không có cái thẩm quyền đó. Asian have apparent authority when principal negligently or deliberately allow it to appear that unauthorized action were authorized. Và cái người mình đại diện cho người khách hàng không có giao mình thẩm quyền đó, nhưng mà mình lạm dụng cái thẩm quyền đó, mình nghĩ là họ đã cho mình cái thẩm quyền đó nhưng mà họ không cho. If listing agent doesn't have authority in listing agreement to receive good faith deposits, then she acts as a buyer agent if she accepts deposit. Như cô là listing agent của cái nhà Anaheim. Hiện tại bây giờ khi mà mở escrow rồi đó, thì là bên kia sẽ giao cái check deposit tiền 30.000 cho cô. Nhưng mà cô bây giờ không đụng chạm tới tiền bạc của cái bên kia đại diện. Là họ giao tiền thẳng vào escrow, cô không có nắm, họ chỉ chụp cái hình cái check deposit 30.000 qua cho cô xem. Nhưng mà cô không có cần cầm cái check đó trên tay. Ngày xưa có những chuyện xảy ra là khi mà đi offer mua nhà đó, là cầm hồ sơ offer rồi phải cầm tấm check đó giao cho listing agent. Thì listing agent cầm cái check đó trên tay,
Rồi cái đêm không biết, cái đêm đi giao cho chủ nhà, cái chủ nhà bỏ nhà băng cash. Rồi tới chừng cái deal không xong, cái không chịu trả tiền là người ta. Tại cái tiền đó rồi deposit, chứ đâu phải tiền của chủ nhà, hoặc là tiền của người agent. Do đó bây giờ để tránh cái chuyện đó xảy ra, là khi escrow open rồi, cái tiền deposit đó là đi thẳng tới escrow. Escrow là người để tam ở giữa lo cho buyer và seller, họ sẽ giữ cái tiền đó. If agent absconds with deposit, it's buyer loss. If seller had given authority, it would be seller loss. Nếu mà cô là listing agent mà người seller nói với cô là ô tôi giao cho cô cái thẩm quyền, cô nhận cái tiền deposit đó, mà nhỡ như cô tham lam, cô lấy cái tiền deposit đó cô không quán trả lại, thì mốt seller chịu trách nhiệm. Hoặc là nếu buyer giao cho cô cái check deposit đó mà cô nhận rồi xong cô không giải quyết, mà nếu có chuyện gì xảy ra là buyer của cô chịu trách nhiệm. Under theory of vicarious liability, principal may be held liable for her agent wrongful act. Nhưng mà theo đúng luật đó, nếu mà cô làm cái gì sai trái đó, là người chủ nhà, list người seller và là người buyer sẽ chịu trách nhiệm chung về những hành động của cô, tại vì họ không nói ra họ cho cô cái thẩm quyền gì. Hoặc là trên giấy tờ họ không ký rõ ràng cho cô thẩm quyền gì, cô lạm dụng cái thẩm quyền của cô là cô sẽ bị kẹt. Và hai bên sẽ lây lên đó chịu trách nhiệm. Buyer or seller may be liable for act of broker and for salesperson working for that broker. Cái này dễ hiểu mà phải không? Nếu mà một trong agent mà làm việc trật á, thì là buyer và seller sẽ bị liên đới trách nhiệm. Và cái người realtor làm việc cho broker đó thì broker đó chịu trách nhiệm. Do đó người broker khi mà mình làm việc cho Thomas Sào, cho hay bất cứ văn phòng nào, tụi mình đều được Thomas Sào mua cái insurance kêu bằng EO insurance để bảo vệ sự làm sai trật của mình mà không dính líu tới Thomas. In case involving vicarious liability, injured party may sue both principal and agent and collect damage from both. Trường hợp listing agent và người chủ nhà liên đới giấu giếm cái chuyện xảy ra trong cái nhà đó, và khi người ta mua nhà rồi người ta mới find out ra, thì là người ta không sẽ sue một người agent đâu, họ sẽ sue luôn cả người chủ nhà. Do đó là căn nhà đó có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình phải hỏi người seller, mình phải khai ra hết, làm disclose ra hết. Khi mà mình vô escrow rồi, như là cái nhà cô mới vô escrow, thì cô sẽ có tờ giấy kêu bằng Seller Property Questionnaire và Real Estate Transfer Disclosure. À, tờ giấy đó là seller phải kê khai điền ra, nó hỏi câu gì, cái phần gì là phải khai ra hết, và ký wet signature, không cược ký bằng electronic signature. Là họ ký, họ xác nhận rằng những cái gì họ làm là đúng, chứ không phải cô điền dùm rồi họ ký tên. Hãy mình chỉ nhớ hai cái hồ sơ duy nhất mà khi mình làm cuộc mua bán mà mình đại diện bán nhà là cái SPQ, tức là Seller Property Questionnaire, và cái thứ hai là Real Estate Transfer Disclosure. Cái đó là phải cho seller, người chủ nhà điền, mình không được điền cái tờ giấy đó. However, if principal did nothing wrong, she may then sue agent for damage she paid to injured party. Nhưng mà nếu cái case không có liên quan tới người seller, người principal, mà mình là người tạo ra hết tất cả những cái chuyện sai trái đó, thì là người seller sẽ sue ngược lại mình. Mình bị bên kia sue mình với seller, rồi seller lại sue mình nữa, tức là mình bị hai người sue. Hàng chi cái bằng mình có rất là có giá trị, mình phải quan trọng, phải bảo vệ nó. Duty in agency relationship. Agent owe duty to principal and both agent and principal have duty to third party. Tức là mình có trách nhiệm với người seller và agent của mình, và người seller có trách nhiệm với third party là buyer và buyer agent. Là mình khai cái gì, mình làm cái gì là mình chuyển đới chịu trách nhiệm, mình khai ra cái gì là mình chịu trách nhiệm phần đó. Bây giờ rồi.
agency is fiduciary relationship, agent or fiduciary duty to principal. Fiduciary relationship tức là sự trung thành tuyệt đối. Ủa sao hai em nó không ngồi mà đứng vậy? Đứng cho nó ấm hả? Tức là mình phải có sự trung thành tuyệt đối với người principal, là tên là người bán nhà, người seller, hoặc là người đi mua nhà với mình. Mình phải có sự trung thành tuyệt đối. Mà muốn có sự trung thành tuyệt đối đó là mình phải chắc chắn việc mình làm là đúng. Đừng họ chúi mình làm chuyện trái trái, mình cũng làm là không được. Fiduciary, person who stands in special position of trust and confidence to someone else. Fiduciary là sự trung thành. Và chữ tín nhiệm chắc chắn cho một người nào khác. Law holds fiduciary to high standard of conduct. Tức là tư cách của mình đó, là mình phải làm việc và có cái sự trung thành tuyệt đối để mình được với người principal, là người buyer của mình và là người seller của mình tin tưởng mình tuyệt đối, thì mình phải có sự trung thành tuyệt đối. Và cái sự trung thành của mình đó phải vì quyền lợi của người mua hoặc là người bán. Tức là cái job của mình là gì? Là bảo vệ quyền lợi, không để mất mát tiền bạc của khách hàng. Không bao giờ. Agent or principal fiduciary duty of utmost care, integrity and honesty, loyalty, disclosure of material facts. Duty are owed to principal from time agency relationship begin through end and beyond. Tức là khi mình ký một cái giấy contract là mình đại diện cho người mua hay là người bán, là mình sẽ có sự chu toàn, có sự chính xác, làm việc đúng, có sự trung thành, và mình phải disclose ra, tức là mình phải khai báo ra hết tất cả những cái gì. Material fact tức là những sự kiện xảy ra là mình phải khai báo ra hết, mình không được giấu giếm một cái gì hết. Thí dụ bây giờ, cái nhà cô listing, em này là em ruột của cô, cậu em muốn mua căn nhà đó. Cô có trách nhiệm phải báo cho người seller biết rằng cái người buyer này là em của tôi. Cô không được quyền giấu. Hoặc là người này là làm việc chung hãng với tôi, cũng phải khai ra. Mình không thể giấu giếm chuyện đó được. Và cái relationship đó, đó, cái duty, cái trách nhiệm của mình đó, bắt đầu từ lúc mà mình ký cái tờ giấy contract hợp đồng giữa hai bên, và tới phút cuối cùng khi close transaction và có thể bị tăng sau đó. Tức là sau một năm rồi họ có trách nhiệm, họ có việc gì, họ cần cái gì, mình vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của họ. Để làm gì? Để mình build cái relationship đó, nó tiếp tục go on and on. Tức là họ sẽ tiếp tục nhớ mãi mình là người agent của họ. Chứ không phải mình mua căn nhà xong rồi mình chặt cầu qua ra không, xong mình chặt cái cầu đi qua rồi thôi, không biết họ là ai. Sao vậy? Thì em lợi kiếm ngay broker của nó. Em kiếm đâu một agent đó vậy? Mới qua là em mới qua là đầu là tôi ra hai tháng, có một cái căn qua đây hai tháng, em có rằng em gặp cái chân á, mua cái nhà đầu tiên mới thì rất là tốt, nhưng mà tổ ra không rõ ràng, mà em mới đưa căn thứ hai á, là em
bạn bè giới thiệu với nhau thôi. Thì thật ra quan đâu biết cái sự chân ở đâu, thì bạn bè giới thiệu thì em thôi. Vì cái người dân ở Việt Nam đang căng thẳng với cái sự chung căng và bị cái mà người realtor đó là Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Họ ở đây là và đến khi cô giao cho bán nhà, cô ta cũng bắt đến nhà, cô ta lấy hoặc là các cô lấy cô ta căn bằng. Nên cái từ đó là em bỏ cô ta luôn. Em có phước quá, em kiếm được agent tốt quá. Bởi vậy là cho nên là bây giờ em không tâm lắm cho nên bởi vì em còn đang tiếp tục làm cái nhà cửa đó. Cái đó đó thì cô mới nói rằng một con sâu làm sầu nồi canh. Vì đó mà cô đi học, cô đi truyền cái nghề này cho mấy em là cô hy vọng là sau khi mấy em ra nghề, mấy em đã học được ở cô ít nhất 50% cái personality của cô, cái cách làm việc của cô. Ráng, nếu mà làm được 100% sẽ có Liễu Dương Nguyễn thứ hai đó. Tại vì đó, cô nói thiệt với mấy em đó, mình là agent Việt Nam. Nhưng mà cô không có làm việc với agent Việt Nam. Cô sorry. Cô chưa hề mua một cái nhà nào với agent Việt Nam được. Nhiều lắm là cô được chừng 2 căn. The rest, cô work với agent Mỹ không? Tại vì agent Việt Nam đó, cái knowledge của họ về real estate đó, very limited. Họ học có 1. Tại vì học 100, họ học có 10. Rồi họ thực hành theo cái môi trường mà họ làm việc chung quanh họ. Và theo cái personality, cái tính cách, cái cá nhân của họ. Do đó là tại sao cô phải bỏ thời gian ra một ngày Chủ nhật của cô để vào huấn luyện, giáo dục, chỉ dẫn mấy em. Tại vì cô muốn là, cô nhiều lắm đó, 5 năm nữa là cô retire. Nhưng mà cô không muốn rằng đi ra ngoài đường, người ta vẫn nhìn agent Việt Nam mình với cặp mắt rất là thấp kém. Tại vì cô có nói một lần là có một học trò của cô đi ra trường, đi học, đi meeting ở trên board. Tại vì tụi mình ra trường xong là mỗi cứ một tuần, hai tuần là trên đó có meeting, có bài học, bài vở mình phải lên để trao dồi. Thì nó cậu học sinh đó cũng ngồi, bây giờ là agent rồi, làm việc chung với cô. Ra trường rồi, cô đi học, cô ngồi kế bên cái cô đó người Lào. Tức là đối với Việt Nam, xứ Lào là một xứ nhược tiểu, xứ nhỏ. Cô hỏi người Asian cô vậy chứ mày là người gì? Thế này nó tôi là Việt Nam. Tao không bao giờ làm việc với dân Asian Việt Nam của tụi bay đó. Dân tụi bay là láo liếu, là gian xảo. Cái cậu đó về nói, cô ơi, em đi học mà em mắc cỡ quá cô. Tôi hỏi chuyện gì? Bà vợ không biết, không phải cô. Ngồi kế bên nhỏ Asian Lào mà nó khi mình cô. Nó không làm việc với Asian Việt Nam mình. Tôi nói nó đúng đó con, nó không có nói sai đâu. Từ đây giờ sao mình đừng nói mình nói was born in America. Nhục nhã thiệt là vô cùng đó. Tại vì sao? Mình học. Mình học cho nhanh để mình đi ra làm kiếm tiền. Nhưng mình bị đồng tiền. Nó làm mờ con mắt của mình. Làm mờ cái tư cách của mình. Làm xấu hổ đi cái tư cách của mình. Hiện tại, cô không phải tự hào. Cô không quảng cáo trên một tờ báo nào hết. Cô không có lên radio mỗi tuần của Thomas Rào để cô quảng cáo nữa. Hồi cô mới ra nghề là cô làm. Cô không hề quảng cáo nhưng mỗi tháng cô vẫn có khách tìm cô. Là tại sao? Vì cô làm đúng tư cách của một người Asian. Cô làm đúng nhân phẩm của một người Asian. Và trước khi cô được những việc như vậy, họ đã hỏi với nhau, cô này tiền bạc có tham lam hay không? Giấy tờ có trung trực hay không? Giấy tờ có đúng hay không? Có làm đúng luật hay không? Trước khi họ tìm đến cô,
là họ đã hỏi với nhau rồi. Rồi sau này cô mới biết, cô nói ủa tại sao mà biết tôi mà làm. Nói trước khi đó là tôi đã phỏng vấn nhiều agent rồi, nhưng mà được một người giới thiệu chị, tôi mới gọi điện thoại nói chuyện với chị để coi chị có đúng hay không. Thì mình muốn được như vậy đó là mình phải view cái tư cách mình từ lúc bây giờ, khi mình start as a realtor, khi mình start as a real estate student, mình phải view cái sự chính trực của mình, sự ngay thẳng và honesty của mình. Nếu lỡ trong người của mình có cái máu hơi lạnh chút, bẻ đường thẳng lại. Cái đó cô nói thẳng, nếu mà mình đã trong đầu óc mình có cái đầu óc hơi tham lam, hơi lợi dụng chút, mình đi thấy cái điều đường một chiều, mình chạy ngược để mình được cái quyền lợi của mình, không đi nữa, mình đi thẳng đúng đường một chiều, mình start from now để mình được tập luyện, rèn luyện cái đó. Mấy em còn nhỏ, mấy em rèn luyện cái đó rất là đúng. Nếu mấy em không rèn luyện bây giờ, tới khi ra nghề rồi, nó đồng tiền nó sẽ làm mờ mắt mấy em, và mấy em sẽ đi sai con đường. Và khi đi sai con đường rồi, sai một lần là mình sẽ sai luôn vĩnh viễn. Mình không có, mình thấy mình qua mặt được một lần, như cậu này nói một người agent đó, rồi qua 10 agent khác cũng qua mặt lần thứ hai, rồi cậu này có muốn trở lại tìm người agent đó hay không? Không bao giờ. À, giao cho cô Lissy. Do đó cô mới nói là mình phải tạo được sự tin tưởng của người ta. Tại sao em không nói thẳng với cô ấy? Em thì khác, chưa có rành về văn hóa Mỹ. Tuy nhiên đó là trải qua công việc đó thì em nghĩ rằng nó không phải quy về cái trình độ mà là kiến thức, mà nó quy về bản chất. Không, mình phải nói cho người ta biết cái bản chất người ta chứ. Không, mình không gây gì hết á. Nó là sau khi mà... Thì đó là cái lòng tốt của em, nhưng mà em cũng phải nói cho người ta biết là mình biết cái việc làm của họ là sai trái, để người ta nghĩ rằng người ta đi con đường đó là đúng. Có thể em sẽ giúp cho họ chỉnh con đường họ đi lại. Thì đó, bây giờ cô mới luyện đó, luyện cho mấy em đi con đường thẳng đó. Thì bây giờ là có thể em nói cô đó, cô về cô sẽ suy nghĩ, mình cô em sẽ về suy nghĩ, gặp cô người ta nói cái gì với cô đó, cô sẽ về cô suy nghĩ. Cô có bị cái mistake này nè, mà cô nghĩ đó, người ta nói một lần làm cô suy nghĩ. Cô không thể là người perfect được hết á. Là hôm bữa đi lên máy bay thì là cô nằm trong A-list, tức là những người được priority lên máy bay trước. Tại vì cô bay hoài thì cô được priority. Thì là cô nằm trong A, number A và 26. Thì họ cũng sắp hàng. Họ, cô nghĩ đó là những người sắp hàng là họ nằm ở cái list sau, họ mới sắp hàng. Thì khi máy bay Southwest nó kêu A1 tới 10, thì những người A1 tới 10 đứng dậy đi vô. A1 tới 15, 15 tới 20 gì đó, tới cô A26. Thì cái có một người sắp hàng, đứng sắp hàng hồi nãy giờ, thì là họ A20, 22 gì đó, cô không biết. Thì cô nghe A26 thì cô đứng dậy, cô xách túi cô đi vô, cô bị người ta chỉnh. Nó hồi nãy giờ sao không sắp hàng. Mà cô không biết cô sai, có sai hay không. Tại vì trên cái bảng nó không biểu là những người từ A gì tới A gì sắp hàng. Tại bà đó tự động sắp hàng để được dân vô. Nhưng mà trong cái bảng ngay đó không có nói rằng từ A tới mấy sắp hàng chỗ nào này, đúng không? Rồi A tới chỗ này sắp hàng chỗ này. Ví dụ mình vô hổng rài, mình đi chỗ nào đó, nó biểu là ví dụ entrance, get in line, nào mới vô ngõ này được thì mình mới get in line. Còn cái này không có biểu sắp hàng, rồi tự động họ sắp hàng, rồi họ trách cô. Rồi cô về cô suy nghĩ, có thể là mình Á Châu bị Mỹ Trắng nó khi dễ nữa. Thì cái đó là bà Mỹ Trắng. Mà cô khi đi cái vùng của Las Vegas bây giờ là Mỹ Trắng với Mỹ Đen rất là nhiều. Mà mình bây giờ là đang bị kỳ thị. Do đó cô nói, ok, để cho họ nói không sao hết. Nhưng mà cô nghĩ cô không có làm sai. Tại vì không có cái danh sách, nếu gặp thường bữa đó, nếu mà không có sự tranh giành giữa Á Châu, dân Á Châu với dân ngoại quốc Mỹ rồi đó, là cô sẽ nói liền. Then I, did you see the line that say we have to get in line? I didn't see it. Nhưng mà cô không muốn gây gỗ. Cô không muốn làm sự chú ý giữa Trắng và Á Châu nữa.
mình càng làm càng lộ ra cái sự thấp hèn của mình. Mỗi chuyện là mình phải làm lớn chuyện như Black Lives Matter vậy. Có chuyện bây giờ cô dám chắc với em, bây giờ một chuyện gì mà em đụng tới một người da đen, da màu là bây giờ là có chuyện bùng nổ lớn. Hoặc là đụng tới một người Á Châu, ví dụ bữa đó mà cô lớn tiếng gây lộ là sẽ có máy, nó sẽ quay, nó sẽ đưa lên trên đài một người Mỹ trắng gây gỗ với một người Á Châu nhỏ con mà bị một người trắng bự con vậy. Không có gì đẹp đẽ, không có gì hay ho. Do đó cô nín thinh, cô lên máy bay thôi. Nhưng mà bà lên máy bay, bà không có ngồi cái hàng của bà. Bà lên máy bay, bà đi ra tuốt rồi sao bà ngồi. Cô không hiểu tại sao bà là nằm trong danh sách. Nếu mà là đứng trước cô thì bà nằm, bà phải vô. Còn cô A26 thì cô được vô tới hàng đó thì cô vô cô ngồi thôi. Nhưng mà cô không biết tại sao bà trách cô. Tại vì thấy dân Á Châu nữa, I don't know. Nhưng mà ý cô bây giờ đó là mình avoid được những cái confrontation đó càng nhiều càng tốt. Thì giống như em nói, cô nói với em là trường hợp em không muốn làm bích lòng, em không muốn làm buồn lòng cái người đó. Nhưng mà em nói để cho cổ có cơ hội suy nghĩ về cái việc cổ làm. Mình giúp người ta cải thiện lại chứ không phải mình chi trách người ta. Để cho cổ biết là việc làm cổ sai trái, em biết. Chứ không phải em không biết. Nhưng mà cô, em để cho cổ qua mặt em đó. Nhưng mà nói cho cô ấy biết để cô giúp cho cổ có sự thay đổi. Hiểu không? Chứ là mình không chỉnh, ta sẽ không thay. Thôi giờ nghỉ 15 phút đi, nói nhiều quá mệt quá. Mệt chứ. Không lạnh, nhưng mà nói nhiều mệt quá.
Mấy anh chị nào, anh chị em nào học trò mới bữa nay mới bắt đầu học đó thì phải gặp cô đặng ghi danh nha, rồi đóng tiền nha. Tại cô không nhớ mới hết ai mới ai cũ đâu nha. Em là già ngáp rồi. Có cái em này nè, học từ năm ngoái tới năm nay cô thấy mặt hoài à. Mà tại nó nhớ cô thì sao đó, cô cũng không biết nữa. À, nó đóng tiền một lần mà nó học, không phải học đóng tiền một lần mà nó học bốn lần đó, đúng không? Đâu có biết cô dạy bữa nay đâu. À. Hay quá, xạo thiệt là xạo, mấy đứa này xạo thiệt đó. Nhưng mà hai tuần nữa là cô vắng mặt hai cái Sunday liên tục, cô sẽ mà xong rồi cô về Hawaii. Không biết đi ra đó rồi mới biết. Không biết trời có lạnh gì không. Vậy hả? Tại cô đi mấy lần rồi cô chưa hề xuống nước, cô nói thiệt. Cô đi mà chưa bao giờ cô xuống nước á. Thôi dẹp đi, cô già rồi, scuba diving, snorkeling thì hoặc mai với scuba diving gì già ngáp rồi. Cô đâu phải gái 18 như mấy em đâu. Thôi già lắm, too old. Rồi nhớ ha, trách nhiệm của mình ha, là bổn phận của mình ha, là trung thành tuyệt đối. À, tất cả hồ sơ giấy tờ gì của người buyer, người seller đưa mình thì mình không có discuss with third party. Mình không đem cái tài sản hoặc đem việc làm của họ, income của họ về nói cho một người nào biết hết. Tại vì có một trường hợp xảy ra, và cô biết cái trường hợp đó xảy ra. Cái người agent đó đi bán một cái business cho một người khách hàng. Rồi xong cái là đi mua một cái nhà cho người khách hàng đó. Thấy được cái income. Mà anh cái anh agent đó lúc đó đang có vợ. Còn cô này người chồng đang ung thư sắp chữa chết. Thì người chồng vừa chưa chết thì cô này đã cặp với cái anh này. Anh này đành lòng bỏ vợ đứa con mới có 12 tháng. Vì thấy cái tài sản của cô này khổng lồ. Sao họ cặp với nhau? Chồng chết rồi cô này cặp với ông này. 10 năm sau anh này ra đường. Vì cô này là một người đàn bà rất là khôn ngoan. Chồng của cô trước khi mất là họ đã có làm một cái trust. Tất cả tài sản khi một trong hai người có chuyện gì xảy ra là tài sản cho hai đứa con. Thì cái ông này tưởng bỏ nhào vô. Nghĩ là mình sẽ ôm được cái của. Thì có thời gian 10 năm được ở những khu nhà sang trọng 1-2 triệu đô, 2-3 triệu đô la trở lên. Từ một người không ra gì, nhưng tự nhiên bước một bước lên trên thành ở nhà triệu phú. Nhưng mà được 10 năm mà find out ra là không hợp duyên, không hợp nữa, không đúng xứng đôi vừa lứa. Tại vì khi họ đi ra ngoài, họ đi party, anh này giống như là một người, xin lỗi, một người làm công, đi theo để đứng chụp hình cho cổ thôi. Cổ không chụp với ổng, mà cổ chụp tới tất cả những người bạn của cổ. Đi theo như là thợ chụp hình vậy đó. Và end up 10 năm sau, rớt mới bỏ nhau được 2 năm nay. Thì là lý do vì anh này tham cái tài sản của cái cô đó, mà bỏ vợ, bỏ con đành đoạn. Thì kết quả cũng không có được tốt. Nhưng mà bị quả báo đó. Hàng chi cái job của mình là khi mình thấy cái hồ sơ của khách hàng mình, most of the time là mình sẽ thấy.
Tại vì nếu mà họ làm loan mà bên lender đòi giấy tờ gì thì họ phải qua trung gian, lender sẽ hỏi mình chứ đâu có hỏi họ thẳng. Ngoài trừ là họ biết cái lender đó thì lender, most of the time là lender sẽ involve mình, đi kiếm mình để hỏi giấy tờ này giấy tờ kia. Thì là khi đó mình coi hồ sơ giấy tờ đó mình thấy. Cô hiện tại bây giờ đó hồ sơ giấy tờ của khách hàng đưa cô không đọc. Cô chỉ có đọc cái amount mà cô cần muốn biết thôi. Cô circle cái amount đó cô gửi đi. Cô chẳng để, không bao giờ để ý hết đó. Tại vì cái đầu mình đó, nó sẽ chứa được bao nhiêu đó thôi. Mình lấy những cái information mà không cần thiết mình chứa vô trong đầu mình đó, là những chuyện mình cần mình sẽ không còn space để mà chứa nữa. That's what I'm thinking. That's what là cô nghĩ như vậy đó. Đúng không? Mình có cái những cái điều quan trọng trong cái hồ sơ mua bán nhà để mình tập trung. Còn những cái chi tiết về financial của họ đó mình không cần để ý. Họ có bao nhiêu investment cái gì đó đối với mình không có quan trọng, miễn sao họ đủ cái tiền để mà mua nhà thôi. Giống như cái khách hàng của cô ở Texas á, là họ đưa cho cô cái bank statement. Họ nói là chỉ cần cái bank statement coi bao nhiêu tiền. Tôi nói bây giờ cái nhà này 1.8 triệu, mình cần khoảng 2.1 triệu thôi. Thì ông đem cho cô một cái bank giấy statement của cái chỗ investment đó, là ông có 2.1 triệu trong đó đưa cho cô. Chứ hai tuần trước khi ông đi chơi với cô đó, thì ông mới nói, nè, tôi cho bà coi nè, trong này đang có bao nhiêu tiền. Tôi nói tôi không cần biết, tôi không có need cái đó. Khi nào bên, tại đi coi nhà bây giờ mà nhà bạc triệu trở lên đó, là người seller buộc mình là listing agent phải đòi hỏi cái người mà buyer đó có qualify để mà mua cái nhà hay không. Chứ không phải là mở cửa ai muốn vô coi nhà tao 1.8 triệu mà cho mọi người vô bước vô coi. Do đó là khi mà người muốn được vô coi cái nhà đó là cái người buyer agent như cô phải nộp cho họ coi cái tờ giấy là cái người khách hàng của cô qualify có tiền để mà mua cái đó. Hoặc là có giấy pre-approve của nhà băng để mà mua cái nhà đó. Tại thôi là cô sẽ dẫn người này dẫn người kia vô cái nhà đẹp quá. Mình dẫn mọi người vô coi, người ta không muốn cái nhà của họ bị làm một cái nơi quần chúng đến xem như hồi xưa. Mà bây giờ là phải có pre-approval, phải có proof of fund, show là đủ qualified để mua cái nhà đó mới vô được. Thì họ gửi cho cô đúng cái tờ giấy, họ có 2.1 triệu trong nhà bằng investment. Cô gửi qua bên đó. Mình không cần biết những chi tiết nào khác đó. Rồi chuyện đời tư của họ, privacy của họ, đợi họ mà 3-4 con mèo, 4-5 người vợ, cái gì những cái chuyện đó đó, mình biết, mình để qua lỗ tai, vô lỗ tai này ra lỗ tai kia, mình đối với mình không phải là main point, không phải là điều quan trọng là mình dẫn họ đi mua, kiếm được cái nhà họ muốn và mình làm offer thành công, đi lên closing transaction để mình lấy được tiền commission. That's the main point, cái nghề của mình, that là quan trọng nhất là cái nghề của mình. Còn the rest, những gì chung quanh không cần thiết, reject, rác rưới, không cần quan trọng. Đó là cái job của mình đó. Mấy em phải nhớ cái đó trong đầu, cái job mình là mình open một có 10 khách hàng, open escrow là phải được close. Bằng mọi giá, bằng mọi cách phải close được. Đó là cái tiên quyết của cô mà đưa cô đi đến ngày làm việc được ngày hôm nay. Là khi cô open escrow một cái deal nào là cô hy vọng bỏ hết tâm huyết để mà close cái deal đó, là cô nhận được cái tiền commission xứng đáng với cái công cô làm việc. Em biết cái nhà mà cô đăng list trên Anaheim đó, là chủ nhà cô mướn người tới sửa soạn lại nhà cửa. Họ có furniture đầy đủ thì arrange đem tất cả những gì công cần thiết bỏ ra garage, sửa sang nhà cửa, show nhà cửa xong. Rồi mướn professional tới chụp hình, mướn drone tới quay phim, bỏ lên listing, bỏ lên YouTube, bỏ lên khi mà khách click vô cái đó là thấy được cái hình 3D của cái nhà. Rồi cô yêu cầu chủ nhà là phải cho người ta clean window. Tại bây giờ thêm một cái trường hợp này, mấy em là học này, cái này là mấy em phải nhớ. Những cái nhà mà 2-3 tầng lầu đó, ít khi nào người ta clean window, tại nó cao quá, không clean được. Khi mình chuẩn bị một cái listing đó, là mình phải cho clean window. Clean nhà professional inside và clean window. Tại cái window đó, cái khu Anaheim Hill đó, cô nói em nghe khi bị cháy đó, tro nó dính trong cửa, sổ, trời mưa rồi tro, nó dính trong đó, nó đóng cứng ở trong đó. Thì cái người ta tới xem nhà, người ta thấy cái shadow nó âm u. Thì người ta nghĩ là cái kiến nó bị nứt nẻ, cái đường miếng kiến xung quanh nó nứt nẻ, nó hơi ẩm nó vô trong đó. Thì khi mua cái nhà đó, họ bắt buộc người chủ nhà phải thay kiến, thay window. Và khi mà thay window, cái nhà như vậy là phải 10 mấy ngàn, chứ đâu có rẻ.
Cô mới nói với họ là bây giờ để tránh avoid cái chuyện là cái nhà mình không có bị kiến hư, là mướn người ta professional tới clean window. Và chủ nhà nghe là cô mướn professional tới clean window. Họ mướn tới clean xong rồi, last Saturday khi cô về, từ Las Vegas về, cô về xong là Sunday cô trở lên đó, là cái sân trước của họ đó, là cô tới, cô nói là cô sẽ tới, cô viếng, cô không vô nhà cô viếng. Thì cô tới là cô lấy cái vòi nước của họ có sẵn là cô rửa cái sân từ trước ra ngoài sau. Rửa hết, xịt rửa hết. Cái đó không ai bắt buộc mình phải làm. Nhưng mà vì người chủ nhà họ đi làm, hai vợ chồng đều đi làm hết, hoặc có con nhỏ, họ không có thời gian để mà take care những cái minor detail. Mà những cái minor detail đó là cái gì? Là những cái bề mặt, bề ngoài của cái nhà để mà thu hút khách. Do đó chúng ta phải làm những cái job đó là chúng ta quay, xịt nước, rửa nước sạch sẽ để cho cái nhà nó có cái hình ảnh đẹp. Cây cối mình phụ người ta tưới, lâu lâu tuần mình bỏ lên cái công mình chút xíu. Cái đó không, trong bài học không ai dạy mình hết. Tại vì cô muốn làm như vậy. Và cô vừa rửa xong xuôi là về tới nhà cô có cái offer khác. Cô tin gì đồ ăn. Cô nghĩ là cái offer trước nó làm xúi quẩy, nó làm xuôi. Cô đem nước, cô xịt nước, cô rửa. Có đó. Có đốt phong long đó. Cô có một cái nhà ở trên Ventura. Mà cô bị ba lần ba cái offer vô là rớt ra hết. Vì cái HOA nó đòi là chủ nhà trong tương lai không biết khi nào phải bù thêm 20 ngàn để mà tu chỉnh toàn khu vực lại. Và khi 20 ngàn nó chia theo mỗi tháng, HOA của người ta 500 rồi, có thể là mỗi tháng sẽ trả là 600, 700, 800 gì đó, họ không biết. Thì những người mới mua khi mà nhận được giấy tờ HOA gửi tới, thấy cái deal phải bỏ 20 ngàn, nó rớt hết. Chứ chưa có thực hiện, nó đâu có thu tiền được. Khi nào mà cái plan đó, cái project đó nó working on á, thì mới bắt đầu nó lên giá mới thâu tiền được. Còn chưa có này, đến future, who knows when. Ba cái offer vô đều rớt, mà offer cao nó rớt hết vì cái chuyện điều đó. Cô mới buộc lòng, cô phải lên, cô đốt phong long. I did. Cô đốt phong long thì cô có cái offer khác vô. Somehow tới ngày phút đó, cái HOA nó thay đổi. Nó nói rằng cái chuyện 20 ngàn thâu đó không có nữa, không có exist nữa. Làm cô list cái nhà đó mất 3 tháng. Mình làm cái nghề này, sự tin gì đồ ăn. Không phải mình là người có trình độ học mà mình có những cái mê tín, nhưng mà nó có những cái tích tắc làm cho mình phải tin tưởng những chuyện đó. Giống như bữa đó tự nhiên cái cô nói chồng cô phải đi lên trên nhà đó. Lên rồi cô lao cái sai của cô lại. Rồi cái cô tưới cây, cô rửa sân. Thì trước nhà đó, cái người chủ nhà đó có để một cái tượng Phật. Tượng Phật ngồi ngay cửa nhà đó, cô xịt nước, cô rửa. Cô vừa về tới nhà trên đường, freeway trên về là có cái người đó text vô cho cô. I'm working on an offer I will send to you shortly. Thì về tới nhà 2 tiếng đồng hồ sau, cô không có tin nữa. Cô nói làm gì có chuyện miracle, vừa rửa xong sân rồi có 2 tiếng đồng hồ sau cô nhận được offer. Thì cô mới nói với em đó là cái nghề của mình á, phải có những lúc mình phải tin tưởng ơn trên, mình có tin là có tốt, không có sao hết. Mình đừng có làm gì quá quách thôi. Nhưng mà cô thấy là rửa đi, đối với cô rửa như rửa cái xui xẻo của hai người buyer trước vậy, rửa xong về có offer. Và người chủ nhà hỏi, ủa, chị lên chị rửa sân nhà em hả? Chứ không, tôi nói chị tưới cây sẵn đất nó răng thì chị rửa luôn. Chị có rửa từng Phật của em luôn. Nó hèn chi chị vừa về tới có offer. Thì đó cô mới nói là cái sự lòng tin tưởng của mình thôi. Thì đó những cái kinh nghiệm mà cô share với mấy em, hy vọng là nó sẽ sắp thụ vô trong đầu mấy em. Để tới ngày đó mới nói, khi gặp trở ngại, khi gặp trục trặc đó, mấy em có cái đường để giải thoát. Có cái đường phải suy nghĩ.
hồi đó tôi đi học cô tôi nói vậy đó, bây giờ tôi phải làm thử coi có được hay không, đúng không? Chứ không lẽ mỗi chút cô ơi bây giờ em phải làm gì, hiện tại bây giờ là cô vẫn còn bị, chị ơi bây giờ em phải làm sao, em bị cái điều nó như vậy. Có đứa nào cô đang ở Las Vegas kêu chị ơi bây giờ mình em offer mua cái nhà bây giờ đang counter lợi, tại sao bên seller vẫn còn nhận offer? Tôi nói ủa counter mình có chắc mình được đâu mà em cấm người ta không được quyền nhận, người ta vẫn go on. Tới khi mình open escrow, tiền deposit mình vô rồi đó, là người ta không được quyền cho xem nhà, người ta không quyền nhận, người ta chỉ nhận offer khác as a backup offer, chứ không phải nhận là as a first offer nữa. Bây giờ người ta vẫn còn thẩm quyền. Em mua cái áo em chưa trả tiền, em đang trả giá thì người khác vẫn có thể trả tiền mua vậy, đâu có cấm người ta được. Đó là những cái mà em phải học hỏi, phải nhớ. When representing principal, agent must use same degree of care and skill ordinarily used by other competently engaged in same business. Tức là khi mình đại diện người mua hoặc người bán, người agent như mình phải có sự chăm sóc và cái cách làm việc như những người cộng tác khác làm những cái business khác. Tức là mình phải trung thành, phải rõ ràng tiền bạc, phải làm đúng việc, mình không có sự thay đổi, không có sự che giấu một cái gì hết á. Tụi mình làm việc là giấy tờ rõ ràng, nếu mình không muốn bị sue, nếu mình không muốn bị ở trên nó bắt mình, nếu không bị ở trên board nó audit mình, là giấy tờ mình phải đầy đủ, chữ ký phải đầy đủ. Nhớ chuyện đó đó. Agent liable to principal for any harm caused by careless or incompetence. Là mình chịu trách nhiệm với người mua hoặc người bán và cho những cái gì xảy đến cho người mua nhà hoặc người bán nhà. Mình tất cả thủ tục về lo là mình nắm trong bụng, mình học đầy đủ. Do đó cô mới nhắc nhở là mấy em là sách vở, mình phải học cái luật mình thật đầy đủ, không thể bỏ quên, đọc láo liếu rồi bỏ qua. Tại vì khi mình nắm vững được những cái luật đó, mình nhắm vững được những cái bài học đó, thì mình đi khi ra mình thực hành nghề, mình mới không bị sai trái. Tại sao cô đi dạy lại là gì? Là cách cô nhồi lại những cái bài vở cô đã học ngày xưa để nó trở về trong, làm sao cô nhớ hết những việc cô đã học. Có khi cái nghề của mình ngộ lắm, 2 tháng mình không làm việc á, là nó phai đi, nó quên đi. Do đó là cách này là cách cô đi dạy học là để cô nhớ đó, giúp các em học và giúp cô, tự giúp cho cô nữa. Agent compared to competent real estate agent, not average citizen. Mình là agent, mình so sánh mình với agent khác, chứ mình không phải so sánh mình với người thường dân thường. Mình không phải là thường dân thường nữa. Bây giờ mấy em là thường dân thường vì em chưa có bằng. Ai không có, ta không nắm đầu được em. Bây giờ em có giới thiệu đi mua bán nhà, em có làm chuyện gì nữa, ta không thương em được, tại em có license. Nhưng mà bây giờ cô làm cái gì trật là người ta nắm đầu cô, mình nắm cái đầu cô tóc là Thomas Rào đó. Do đó mình làm việc mình phải rất là cẩn thận trên tất cả mọi giấy tờ. Mà cô nhắc đi nhắc lại mấy em bao nhiêu lần đó. Agent must account for any fund or valuable agent received on principal behalf. Mình nhận bất cứ tiền bạc gì của agent là mình phải có cái trust fund riêng. Và thường thường những cái account mà nhận tiền này là chỉ có broker hoặc escrow nhận. Chứ mình bây giờ là mình không nhận gì hết. Mình chỉ nhận được cái hình họ chụp, họ giao cho mình thôi, chứ mình không nhận được cái gì hết. Nhưng mà cô nghe nói, cô biết không có thiệt hay không, là cái checking mà họ chụp hình cho mình á, là mình đi deposit được hả? Vậy hả? À, kèm vô là gửi đi ha. Thấy chưa? Do đó là khi mình nhận được cái hồ sơ của khách hàng, như khách hàng cô vừa rồi tối hôm qua gửi cho cô cái check 60.000 để mà cô nộp deposit đó. Nếu mà mình không phải là người đúng, người
nghề của mình á, là cô lấy cái giống như em này nói, cô lật qua cô deposit 60.000, cô bỏ giá cao cô đó. Thì thấy sao rồi, trước sau gì cũng bị bắt thôi. Nhưng mà ý cô nói là mình làm cái chuyện làm manipulate cái đồng tiền của người ta không có đúng, không phải tiền của mình. Do đó khi mà cái check mà người ta viết cho cô đó, để mà nộp deposit, cô biểu biên chữ escrow. Tại vì chỉ có escrow mới deposit cái đó. Tên cô đâu phải tên escrow. Không cách nào người ta deposit được hết. Để bảo vệ, thí dụ cô bị mất cái phone. Thì sao? Thì do đó để chữ escrow, chỉ có người là escrow mới là deposit cái check đó được thôi. Đó là mình bảo vệ, mình đừng có biểu để biên tên ai hết á. In California, broker must deposit all trust fund in special trust or escrow account to help prevent commingling or improper use of fund. Đi vô thi cái chữ commingling này nó có hỏi đó, cô chắc chắn 100% đó. Commingling là gì? Là mình sử dụng tiền bạc của người ta mà không phải tiền của mình mix up tiền. Mình lấy cái tiền của người ta để sử dụng cho personal use. Agent must put principal interest above those of third party and above agent own interest. Agent may not take any action detrimental to principal interest in transaction such as making secret profit on deal. Tức là mình để cái quyền lợi của principal của người buyer của mình hoặc người seller mình trên cái quyền lợi của mình. Và mình không có bao giờ làm making secret, tức là làm cái lợi nhuận riêng sau lưng chủ nhà. Ví dụ bây giờ chủ nhà nói tôi lease cái nhà này 860. Mình nói với chủ nhà ok bán 850 đi. Nhưng mà mình nói với bên người mua nó bán 860 cái 10.000 đó đưa tôi riêng. Thì tôi cái deal này sẽ biên trên giấy tờ 850 thôi. Rồi mình nói với seller thôi bán 850 thôi, người ta đã vô through rồi. Nhưng mà thật sự xong xuôi rồi mình nói người buyer đó đưa cho mình thêm 10.000 bỏ túi. Cái chuyện đó có xảy ra đó. Và agent Việt Nam mình làm chuyện đó nhiều lắm. Đó. Có phải không? Hàng chi đó, tới mua bán xe Việt Nam mình cũng vậy, cũng làm ý hệt cái mẫu mực của mua bán nhà đó. Là luồn cua sau lưng là lấy tiền riêng của buyer, rồi giờ tôi ép giá với dealer mua đó rồi ra cho tôi thêm 200 hay 500 gì đi. Thì mua nhà cũng vậy, bây giờ tôi ép seller bán cái nhà đó cho chị 850, nhưng mà xong chị đưa cho tôi 10.000 different đi, thì cái deal này là của chị. We don't do such a thing. It's against the law. Duty of loyalty prohibits agent from revealing principal confidential information to other parties or taking advantage of it himself. Duty not to disclose confidential information continue even after termination of agency relationship. Tức là cái sự trung thành, trách nhiệm trung thành của mình và sự tin tưởng tuyệt đối người ta giao cho mình tất cả hồ sơ giấy tờ của người bán nhà hoặc người mua nhà đều mình giữ bí mật đến phút cuối, và cho dù cái hồ sơ mua nhà transaction đã close rồi, cái sự bí mật của người khách hàng đó, hồ sơ riêng biệt của họ mình vẫn phải giữ bí mật đến vĩnh viễn, không review cho bất cứ third party để tam nhân nào khác hết. Chẳng chi mình đọc hồ sơ họ đi vô đầu mình chi, cái chuyện là cái tờ nào mình cần mình nghĩ tờ đó mình nộp thôi, còn the rest đừng đọc, tại đọc rồi nó vô đầu này rồi cái mai mốt mình chia sẻ với người khác. We don't do those things. Agent must inform principal of any facts that could influence principal judgment in transaction. Information that must be disclosed all offers to purchase property true value, any relationship between agent and buyer. Tức là như hồi nãy cô nói với em này, nếu em này là em ruột của cô mà đứng ra mua cái nhà cô đang listing, cô phải nói cho seller biết là cái người mua nhà này là em của tôi. Và cái giá mua, tất cả hồ sơ người ta offer your purchase cho mình, offer your, hồi xưa có màng á, cái nào nó thích thì nó nộp lên, cái nào nó không thích nó quăng bỏ. Seller làm sao biết?
Do đó bây giờ trong bo nó bắt buộc khi là mình nhận được cái offer, mình text cho cái người agent đó là mình send offer, là mình có proof là mình có gửi, và bên kia nó phải trả lời mình là nó nhận được cái offer mình, nếu không đó là mình thưa nó. Nhưng mà thực sự ra mình không có thời giờ làm những chuyện rù bu, nhưng mà Mỹ nó thưa đó. Và cái giá trị thật sự của cái nhà mình không có ém giá nhà. Và nếu có sự liên hệ, liên thiện mật thiết giữa mình, người mua và mình phải cho người ta biết. Ví dụ người mua đó em trai mình, người mua đó chồng mình hay cái gì, mình phải khai ra hết, không được giấu. Và dual agency, nếu mà mình đại diện cho người mua và người bán, là mình phải nói cho người buyer, người seller biết liền. Seller agent must present all offer to purchase. Tức là mình là người đại diện cho người bán nhà, mình phải nộp tất cả những cái offer người ta nộp vô. Cho dù cái offer đó không được accept, không được chấp thuận, mình vẫn phải gửi vào. Không được giấu giếm một cái offer nào hết. Cho dù nó không có nộp tiền deposit vô, mình cũng phải bạp nộp cho seller. Duty end if seller instruct agent not to present any more offer. Mình chỉ ngừng nộp tất cả offer cho chủ nhà. Khi nào người chủ nhà nói thôi tôi nhận bao nhiêu offer đủ rồi, tôi không muốn nhận nữa, thì that's it, mình báo lên trên là mình do not accept any more offer. Cho offer vô là mình phải nộp cho chủ nhà, mình không được giấu. Failure to disclose property's true value is breach of seller agent fiduciary duty. Nếu mình không nộp báo hết cho chủ nhà biết là mình nhận được bao nhiêu cái offer, là mình bị gián đoạn cái duty của mình là một người agent. Cái sự trung thành, cái sự tuyệt đối của mình đó, là mình bị breach cái contract, là mình bị tiếng Việt là làm gãy đổ cái contract giữa mình hai bên, nó không có đúng nữa. Cô biết tiếng breach tiếng Việt là cái gì cô cũng chẳng hiểu. Seller agent must disclose if he is the actual buyer and in relationship with prospective buyer. Tức là mình phải, ví dụ cô dẫn em này đi mua nhà, cô cũng phải nói với bên người bán, cái ngậu mua nhà này là em trai của tôi, tôi là agent nhưng mà tôi muốn mua cái nhà này, tôi đại diện cho em trai tôi. Hoặc là cô list cái nhà này mà cái người seller là một ông nào khác, mà cái người mua là em của cô cũng phải thông báo cho họ biết. Mà cô là buyer agent dẫn khách đi mua nhà, mà người khách đó là em cô cũng phải thông báo cho biết, cô không được giấu giếm. Mà cho dù đi nữa, em này không đi với cô là chị ruột mình đi mua nhà, mà đi với người anh trai để đi mua nhà, mà anh trai của realtor, thì cũng phải thông báo cho seller biết rằng cái người agent này là anh của tôi, và cái người buyer này là em của tôi. Tuy tôi không đại diện cho họ nhưng mà tôi có relationship. Nhớ chưa? Seller agent must disclose dual agency. Là mình phải báo cho người seller biết là mình đại diện cho hai bên, người mua và người bán, mình không được giấu giếm. Broker may act as dual agent only if both parties consent to arrangement. Mình phải cho hai bên biết là tôi đại diện cho người mua và tôi đại diện cho người bán, và người bán cũng phải biết là tôi đại diện hai bên, tôi ăn được hai tiền đầu tiền commission. An agent also owe duty to third party. Reasonable care and skill, good faith and fair dealing, duty to inspect property, disclosure. Nếu mình đại diện cho một người mua thì ok. Nhưng mà mình đối với seller và seller agent bên kia, hoặc là mình đại diện cho người bán, mình đối với buyer agent bên này, là cái duty của mình là mình phải reasonable care, mình phải có skill, mình phải good faith, mình phải fair dealing, mình phải cho có sự công bằng, mình phải có sự trung thành. Và cái trách nhiệm của mình là inspect property, như hồi nãy anh này nói, là cái người agent gọi biểu anh khỏi cần inspect property. That's a BS. That's a bad, bad, bad agent. Nếu mà không inspect nhà đó,
nhỡ cái nhà nào hư hao chút đỉnh không nói gì, nhỡ cái hà nó nguyên cái hệ thống ống cống nó bị nghẹt xi măng ở trong rồi ai trả cái tiền đó? Tại sao lúc đó em không hỏi người ta? Nhưng mà cho dù em không nắm luật luôn, em mua món nhà, em phải, mua một món đồ, em phải kiểm soát coi, kiểm tra coi món đồ đó có tốt hay không chứ. Nhưng mà em biết nghề hả? Điều này là cái em chết đó. Trời ơi, cái đó là cái quan trọng không? Thiếu cái central AI, thiếu cái lead gen Y. Rồi cổ có mua hồi em mua nhà em mua có home warranty không? Rồi kêu home warranty được không? Trời ơi là trời. Thôi bây giờ là mình phải tuyên dương cái cô agent đó. Chiến thắng. Có agent văn phòng nào vậy? Chỉ nói văn phòng thôi. Không, cái văn phòng thôi, không cần nói tên đâu, văn phòng thôi. Không, không sao hết, mình chỉ nói tên cái văn phòng đó thôi, agent đó thôi. Chắc con nghĩ là ADK quá, mấy cái cách làm việc đó. Liên lạc với mẹ em. Em có nói cho mẹ em nghe không? Cái đó phải tuyên dương cuối năm đó. Thôi mình biết như vậy, bây giờ mấy em học trong nghề rồi thì người nhà mấy em có đi mua nhà mấy em cũng phải có tiếng nói. Ok, người nhà sợ như cậu này ngại cậu không nói, nhưng mà cái tiếng nói của em cũng phải có tiếng nói để cho người agent đó biết họ làm việc đó là sai trái, họ làm không đúng. Tại vì họ nghĩ là ba cái họ thoát họ qua được rồi, nhưng mà có thể một ngày nào đó họ sẽ dính. Dạ, yeah, nhưng mà anh không muốn thì thôi, mình không ép được. Anh có lòng tốt, anh sợ cái người agent nó bị cái gì đó. Agent owe duty of reasonable care and skill to third party as well as to principal. Tức là mình có trách nhiệm bảo vệ, săn sóc, lo lắng cho cái third party, tức là bên người bán, bên người mua.
mình đại diện bên nào thì bên kia mình cũng có trách nhiệm liên đới như vậy, chứ không phải ô tôi đại diện người mua tôi cóp ke người bán, và tôi đại diện người bán tôi cóp ke người mua. No, mình phải có trách nhiệm liên đới, tại những giấy tờ đó là mình đưa ra mình phải có trách nhiệm hết. Both principal and agent owe third party duty of good faith and fair dealing. Là both agent, mình là đại diện cho người seller của mình, và mình là có trách nhiệm với cái đại tam nhân, tức là party bên kia là người mua và người bán, là mình phải cho họ cái good faith, là sự tin tưởng tuyệt đối, và fair dealing là mình yêu, mình làm việc cho có sự công bằng. Seller and seller agent must treat prospective buyer fairly. Mình seller là người bán nhà, và người đại diện người bán nhà phải đối xử với những người mua nhà công bằng với nhau. Mình không có dị nể một người nào và đối xử thấp kém với một người nào. Ví dụ người da màu tới mua nhà, mình cũng đối xử tốt với người như người Việt Nam, và người Việt Nam mình cũng đối xử tốt với người Mỹ. Tất cả mọi người đều đối xử, mình phải đối xử công bằng. Duty of good faith and fair dealing require an agent to avoid making inaccurate or misleading statement. Tức là cái trách nhiệm sự trung thành và sự công bằng của mình sẽ giúp cho mình tránh được cái tình trạng là mình xử sự hoặc mấy làm những cái statement, những cái câu nói đưa tới một sự hiểu lầm. Tại vì hồi xưa đó có những căn nhà đó nó thấy Á Châu mình vô nó không có hài lòng, hoặc là những khu vực như mình chủ nhà là Việt Nam, chủ nhà nó thôi em không bán nhà cho Mỹ với Mỹ đen, hoặc là mua cho mướn nhà nó em không cho mua nhà mướn, chị đừng cho Mỹ với Mỹ đen, mà Mỹ với Mỹ đen nó nộp giấy không là sao mình nói không cho mướn được. Mình phải tìm cách khác, mình không có nói thẳng nhưng mà mình tìm cách khác, rồi mình phải hỏi về việc làm của họ, họ ở bao nhiêu người. Thí dụ cái nhà này 3 phòng ngủ, chủ nhà nói cho ở có 5 hay 6 người, mà nó dọn nó nói là nó cho mướn cho nhà nó ở 8 người, nó chủ nhà không chịu, chỉ cho nó 5-6 người. Mình tìm cách từ chối khéo, chứ không phải là tại vì chủ nhà nói là tại nó họ Mỹ hay Mỹ đen hay là chủ nhà mình Mỹ trắng, nó là ta không muốn cho Á Châu mướn hay gì. Không bao giờ nói những cái discrimination nó ra hết. Both intentional and unintentional misrepresentation may amount to fraud, giving third party right to rescind purchase agreement or sue for damage. Nếu vô tình hay cố ý mình đại diện một cách sai lầm, mình nói một câu nào rất sai lầm, có thể làm cho cái bên đệ tam nhân bên kia người ta không đồng ý mua nhà, người ta lấy cái contract lại, người ta không mua nhà, và có thể hoặc là mình sue mình. Party generally can sue agent based on original opinion, prediction or puffing. Ví dụ ý kiến của mình nói như vậy, hoặc là mình nói là tương lai như vậy, hoặc là mình puffing là sao? Trong bài học có nha, đừng nói không biết nha. Puffing là sao? Tức là thổi phồng lên đó. Ví dụ giờ nhà mua rồi, có cô nói với khách hàng cô á, rồi tương lai nhà này sẽ lên tới 3 triệu 8, 4 triệu á. Nổ đó, mình nổ đó. Và là khu vực này, chuyên khu vực này nhà nó sẽ lên giá như vậy, thị trường nó sẽ còn lên nữa, trong vòng 3-4 năm nữa thị trường nó còn lên nữa. Chỉ con trời mới biết thị trường nó lên như thế nào thôi. Nó sụt xuống nó kiếm mình nó xu đó. Được chứ. Nhưng mà đó, cái lương tâm của mình á, mình hại người ta nếu mình biết người ta không có đủ khả năng mà mình chối mua được cái đó. Rồi đùng một cái thị trường dùng nhà giờ 2 triệu, đùng một cái tới chừng 6 tháng sau nó sụt xuống còn có 1 triệu. Ta mất 1 triệu, ta mất cả một cái sự nghiệp. Tại sao 2008 thị trường nó drop như vậy? Tại vì có sự misleading like this. Cái job của mình bây giờ hiện tại hỏi cô, tương lai này giá nhà như thế nào cô? I don't know. Thị trường mỗi ngày nó mỗi nóng, và báo chí mỗi ngày nó cho biết là thị trường nhà bây giờ listing price giá 1 triệu á, là nó list trên giá thị trường 18%. 180.000 để mua cái nhà. Hàng chi mình phải biết rằng cái thị trường bây giờ nó đang nóng.
Đúng rồi, con cũng vậy, cô đi dạy làm gì? Puffing, non-factual, exaggerated statement which parties should recognize as unreliable. Tức là nói, ồ, mua nhà đi, 600 ngàn sang năm nó lên 1.8 triệu đó. Là mình nói cái chuyện nó không có chắc. Là mình xạo, mình gạt người ta. Do đó cái job của mình không có nói chuyện gì mà mình không đoán chắc được. Giống như mấy người đó họ hỏi cô tiền lời chừng nào nó không lên nữa cô, nó có xuống nữa không cô? Làm sao cô biết? Đó là ăn thua ông Fed, ăn thua ông Tổng thống, khi nào muốn lên cho lên, lên muốn xuống xuống chứ làm sao cô biết được? Mà thị trường nhà càng lên thì interest nó sẽ giữ như vậy. Tại vì không thể nào vừa nhà lên mà vừa interest lên được, cái chuyện đó không thể exist. Nó chỉ exist khi nào interest lên thì nhà nó sẽ giữ giá, mà interest xuống nhà sẽ lên. Cái đó là only thing cô biết. Mà interest bây giờ là nhà mua mà 2.75, trời ơi, trong lịch sử làm gì tiền lời có 2.75. Còn bây giờ mình bỏ tiền vô saving nó không tới 0.01 nữa, không tới được có một phân nữa. Duty of good faith and fair dealing require agent to disclose material facts about property to prospective buyer, including known latent defect problem that would be discovered in the typical inspection, example roof leak of heavy rain. Tức là trách nhiệm của mình dẫn người ta đi mua nhà, mình thấy mình kinh nghiệm của mình nhìn cái mái nhà mà nó có ố vàng vàng, chém chết nó cũng đã có leaking rồi. Mình đừng có nói ôi này không sao đâu, nhiều khi nó đổ nước gì đó. No. Khi có ố vàng trên cái nền nhà, trên nền nhà là có leaking. Hoặc là mình bước vô nhà, mình dẫn khách đi coi em nhà mà mình đánh được cái hơi, cái nhà đó có hơi ẩm là cái floor đó có problem, có leaking. Mà đừng có cô, ô không sao đâu, tại nhà nó cũ thì nó có hơi vậy. No. Cái trách nhiệm của mình, người ta đi mượn mình làm agent là gì? Là người ta không có kinh nghiệm, người ta nhờ cái kinh nghiệm của mình để giúp người ta mua cho đúng. Mình vô mình thấy cái nước nó cặp phép là màu trắng mà nó đóng cũng giống như mà dám nó ô tại cái này nước mới đổ nó không có cái dấu ố đó, cái này là nước nó thấm ngày này thấm mọ, nó tiếp tục nó rỉ mọ, do đó nó mới có dấu đó trên ceiling the same thing. Không thể một ngày đêm sáng sau mưa mà cái dấu vàng đó nó có, tức là nó bị leaking long time và cái vết nó tiếp tục leaking. If agent or seller knows of any latent defect, she must disclose them to prospective buyer even the buyer doesn't ask. Mình thấy là mình phải nói, cho dù buyer không biết mình cũng phải nói. Thì cái đó là remodel, nhưng mà mình vẫn phải nói. Mình nói ở cái nhà này nó bị vậy đó, có muốn mua hay không? Có nhiều nó ok, tôi mua rồi xong tôi remodel không sao hết. Thì là cái job của họ, mình đã nói ra họ muốn mua là quyền của họ. Còn mình vô mình nói ô cái nào cái tốt, cái nào cũng tốt hết, nhưng mà tới khi người ta đập ra, người ta remodel, người ta biết ở dưới là foundation nó bị crack vào roof, nó remodel tới cái inside chứ đâu có remodel nguyên cái roof. Mình phải declare ra hết, mình phải disclose ra hết. If seller asks broker to conceal latent defect, broker should refuse to take listing. Nếu trong nhà, người listing cái nhà đó, mình biết cái nhà đó bị problem, mà seller biểu mình đừng có kê khai ra, mình đừng có nhận cái listing đó. Thí dụ, cái nhà đó có người mất trong 3 năm qua, mà cái seller biểu mình đừng có khai ra, mình không khai ra là mình chết rồi. Hoặc là cái nhà đó nó từng là có án mạng, phải khai ra. Ví dụ cái nhà đó là nơi người ta nấu marijuana, trồng trọt marijuana, phải khai ra, không được giấu. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra trong cái nhà đó rồi, người seller phải khai với mình hết, không được giấu giếm một cái gì hết.
sau 3 năm rồi thì không cần nói. Nếu có người mất sau 3 năm rồi không cần nói. Nếu mà trong vòng 3 năm vẫn phải disclose. Không biết thì thôi. Tại nơi nhà cho mướn có người thì tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà most of the time á, là mình phải có sự, mình cho mướn nhà là mình phải theo dõi cái nhà mình. Theo dõi mướn nhà rồi mình nhắm mắt cái mình bỏ. Thì lối xóm, mình không muốn make sure là họ dặn ra rồi thì muốn hỏi lối xóm. À, trong thời gian họ ở đây có cái gì hay không? Có cái gì tôi cần biết hay không? Hoặc là mình muốn make sure để mình không liên đới là mình xuống sở cảnh sát. Đâu muốn biết có người chết hay không là phải báo sở cảnh sát. Khi mình chết tại nhà là có cảnh sát tới. Cho dù về già chết hay là cái gì chết đi nữa vẫn có cảnh sát tới. Tại vì muốn make sure là cái chết đó không phải bị ám sát, bị đầu độc hay cái gì. Thì trong record của sở cảnh sát có. Đúng rồi. Dạ, yeah, nói là tao muốn mua cái nhà đó. Mà bây giờ tôi muốn biết là record nhà đó có chuyện gì xảy ra trong 3 năm qua không? Cái nói like what? Nói anybody pass away? Any murder? Any illegal activities under this property? Should I aware that? Thì là nó sẽ nói hả? City là against the law, là nếu là cái nhà đó xây không đúng luật hay là ép phòng hay là những cái đó mình đi city còn án mạng là phải đi cảnh sát kia, city làm sao biết? Nhưng mà án mạng là chắc sở cảnh sát nó giữ lâu à. Nhưng mà cái quyền khai báo cho mình á, sau 3 năm mình không cần khai báo nữa. Nếu có sự nghi ngờ thì tại vì hồi đó mà mình, người mà list cái nhà đó, người agent đó là phải khai hết lên rồi. Tại vì nó biết cũng rất trách nhiệm của nó. Còn nếu mình có nghi ngờ hoặc là người nói sớm nó ô cái nhà này 3 năm trước có người mất, mà mình hỏi ngày tháng nào thì họ không nhớ, thì khi mình nghe được cái đó là cái job của mình phải đi xuống dưới city check rồi mình report lại cho người khách hàng mình đó, à cái nhà này có người chết nhưng mà đã quá 3 năm rồi, ông bà có mai hay không. Tại vì có khi sao cô không nói nhà có người mất, tôi không mua đâu, tôi sợ tối rồi đi ma, thấy ma đi qua đi lại. Đó là cái job của mình. Rồi thí dụ nhà đó xây không đúng kích thước, job của mình đi xuống city. Mình xin permit. Nói là tôi khách hàng tôi muốn mua cái nhà, mình cầm business card, muốn mua cái nhà này. Bây giờ là muốn cho biết là cái kích thước nhà đó bây giờ trên giấy tờ nó khai 1.400. Nhưng mà bây giờ tôi có home inspection nó đo không có đúng, bây giờ cho tôi xin coi tất cả permit. Còn nếu mình không đi xuống được thì title nó làm việc, mình nhờ title nó đi lấy permit. Cái đó là vô detail mai mốt phải chỉ sao. Under California law, agent seller not to require disclose that on premise more than 3 years earlier, regardless of cause. Bao luật của cao sau 3 năm rồi, cho dù chết gì án mạng, chết gì gì mình cũng không cần disclose ra hết. Mình không có thể bị thưa kiện gì hết, tại vì sau 3 năm rồi. But can give false answer if asked. Nhưng mà mình không có thể giấu. Nếu người khách hàng mình hỏi trong nhà này có án mạng, có chết, ai chết hay không, nói mình sẽ trả lời khéo là trong vòng 3 năm về từ bây giờ 2021, tức là mình nói từ 2018 tới giờ thì không có. Mình trả lời đúng. Mà 2017, 16 gì có người chết, không phải trách nhiệm của mình. Mình chỉ trả lời từ 2018, tôi chỉ có biết từ 2018 tới bây giờ là không có. If it is illegal to disclose, even when they ask whether the house was occupied by a person with HIV or AIDS. Thí dụ cái người ở trong nhà ở mà chết,
vì bệnh AIDS HIV mình không được disclose, mình nói chị phải chết thôi, mình không biết chết gì lý do gì, đó là personal của người ta, mình không được nói ra, mình chỉ biết họ chết thôi. Tức là sự hiểu biết của mình sẽ có giới hạn, mình không có nói ra cái chuyện gì mà không liên quan, đúng không? Ở nhà này có người mất, có, mà 3 năm trước có người mất, chết vậy gì nó đâu biết. Tôi chỉ biết là Seller nói là nhà đã có ba người, có người mất 3 năm trước. Còn nếu mà trong cái listing người agent nó sẽ ghi rằng whoever parents of the seller pass away with natural cause, tức là chết vì già, là người agent đã disclose ra cho biết là bên nhà đó người ta nói. Còn nếu chết vì lý do gì khác người ta không có nói thì mình không có được quyền hỏi. Mình chỉ biết là có người chết trong vòng 3 năm, có mua hay không mua thôi. In residential transaction, 1 to 4 units, agent must inspect property and disclose any problem discovered. Nè anh bạn, thấy không? Trong Nhật ngã nhà, từ 1 unit tới 4 unit, người agent phải thanh tra nhà và cho người mua biết rằng cái nhà này có bị problem gì, có bị cái gì, phải khai ra hết. Agent cannot simply rely on seller information about property. Mình không thể dựa vào cái lời khai báo của người agent bên kia và người seller mà mình nói với người buyer mình. Mình phải tự một mình thanh tra, mình coi cái nhà. Và cái tốt nhất là phải mướn home inspection. Là người đó là một đệ tam nhân khác, không lính líu tới cái nhà hay hết. Trả 400-500 đồng cho người ta inspection cái nhà này bị problem gì, rằng họ nói cho mình biết. Thì cái người mua đó phải có 500 ngàn riêng đưa. Nhà băng nó đâu có chịu trách nhiệm đâu. Cash buyer thì không có chuyện appraisal. Còn nếu mà mượn loan nhà băng, thí dụ người căn nhà đó, người buyer qualify được có tới 800 ngàn, họ down 200 ngàn, nhưng cái nhà họ mua 1.5 triệu. Cái 500 ngàn đó different, cái người buyer đó hồi mua cái nhà đó phải có tiền aside, đặng biết rằng cái nhà đó khi mua cái giá khá nó khác thì người đó sẽ bỏ tiền vô 500 ngàn. Nhà băng nó chỉ mượn đúng 800 ngàn thôi, nó không có cho hơn, một đồng cũng không có nữa. Dựa trên appraisal nó chỉ cho mượn vậy thôi. Thì cô nói rồi, cái người buyer phải bỏ tiền vô. Cái sự sai biệt đó là mình buyer phải bỏ tiền vô, mà buyer bỏ tiền vô là hồi hồi. Do đó tại sao mà người seller bên kia đòi proof of fund, muốn coi là trong account mình á, mua nhà 1.8 triệu, trong account mình có 300 ngàn dư hay không. In case có những trường hợp như vậy là phải bỏ thêm tiền vô đó. Chứ còn gì nữa. Appraisal không có rộng rãi. Appraisal conservative, nó làm đúng luật của nó thôi. Tại mốt nó định nó đã appraisal lên giá cao quá, mốt ai thưa ai chịu trách nhiệm. Thì nó phải đo theo kích thước, nó sẽ báo ở lý do cái nhà mình bán cái giá đó là tại vì nhà này mới remodel, bao nhiêu gì nó phải kê khai ra hết. Thì nó mới bán cái giá đó. Còn nếu cái nhà mình nhìn như cái nhà bên kia, hai bên nhà giống nhau thì lý do thì nhà mình mắc hơn tới 500 ngàn. Mình phải show giấy tờ là đưa cho nó là cái receipt, tất cả giấy tờ mình remodel cái nhà đó cost bao nhiêu đó đó. Chứ để nó proof chứ thằng appraisal nó đâu có chịu làm cho mình cái tự nhiên cái nhà không chung quanh có 1 triệu mà nhà mình bán 1.5 triệu, biểu nó ký 1.5 triệu. No way. Cái license nó cũng quan trọng vậy, đâu phải license mình không. Agent only exempt from inspection requirement with new subdivision home being installed for the first time. Cái nhà mới mua đó có thể mình không cần home inspection nếu nhà mới xây lên. Nhưng mà nhà có những căn nhà khách hàng cô mua đó, mới mua đó, họ không có kêu home inspection nữa tại nhà mới xây lên mà. Nhưng
cô bán cái nhà 3,6 triệu, 3,5 triệu 50 ngàn ở Triple Beach xây lên đó, nhưng mà cô vẫn mướn home inspection, vẫn moi ra những cái sự không đúng, sửa chữa không đúng, xây cất không đúng, đó phải làm lại. Ngoài trừ những cái nhà như là ở Irvine nó xây một lần mấy trăm căn mới như vậy đó, thì căn nào cũng như căn nấy, nhưng mà nó trong đó nó có warranty. Nó warranty 10 năm, có trục trặc gì là kêu tụi nó tới sửa. So we go on. Còn nhà mà thường mình mua, thí dụ nhà như của em mua, em đập xuống, em xây lên. Tuy em nói nhà mới nhưng em xây có đúng không? Em đâu có biết em xây có đúng tiêu chuẩn hay không. Nó bắt, nó cho pass. Nhưng mà nó em đâu, em mua cái nhà đó rồi, em có warranty không? Cái người chủ nhà mà bán cái nhà, thí dụ nhà của em đi, giờ em đập xuống, em xây lên, em bán cho cô xung quanh nhà 1 triệu, cô mua cái nhà em 1,5 triệu, em có warranty cô 10 năm là có hư hao kêu em không? Có không? Còn trong khi thí dụ cô mua nhà trên Irvine cho khách hàng nhà mới đó, là họ warranty 10 năm, tất cả hư hao gì trong nhà họ đều sửa, còn mất cả máy móc appliances trong vòng 2 năm họ sửa chữa, em đâu có warranty đó. Đúng không? Cô đang dạy học một chút, cô gọi lại nửa tiếng nữa. Đúng không? Bây giờ cô hỏi vậy em trả lời đúng không? Tại nhà của cô mua ở Irvine, nó một cái company lớn nó xây, thì nó warranty cô là cái nhà trong vòng 10 năm roof leaking, plumbing problem, anything problem, nó warranty tới sửa chữa free. Appliances hư trong vòng 2 năm nó tới nó sửa free, không tốn đồng xu nào hết. Còn trong khi nhà của em single house owned by you, em đập xuống, em xây lên, em sửa lại, em bán cho cô, em có warranty cho cô 10 năm không? Em đâu có warranty cho cô. Doesn't matter, it doesn't matter. Là phải sửa. Pass là pass của CD, nhưng mà hồi CD chỉ ra là pass rồi, nhưng mà tới khi đó em chỉnh cái khác thì sao? How do you know? Tại vì cô đã là mua cái nhà 3,5 triệu rồi, pass hết rồi, lên mặt kết 3 tháng rồi, kêu home inspection vẫn khám phá ra nhà hư hao cái gì. Nó phải cho company sửa, company construction company tới sửa chữa đó. Mà là company Mỹ, đừng nói chuyện Việt Nam mình sửa nhà, cô xin lỗi, sửa nè, che mắt, toàn là sửa cái cosmetic outside look brand new, nhưng mà ở trong là seal the mess inside. Đó là sự thật. Hàng chi đừng nói ở nhà em sửa là brand new ở trong, hoàn đầu mới á, nhưng mà cái tay nghề của Việt Nam mình sửa chưa có tới, tay nghề mình còn rất là yếu. Construction của Mỹ nó làm sang xem chứ Mỹ này nó mấy triệu năm rồi, mấy trăm ngàn năm rồi, nó vẫn sửa, vẫn còn mistake. Hả? Thì cái nhà mà single owned là bởi một người chủ nhà như vậy thì mình chỉ, họ chỉ mua cho mình cái home warranty 1 năm thôi. Trong khi con mua một cái nhà mới brand new xây ở Irvine, nó warranty cô 10 năm, thì cô mua cái nào, con mua cái nào? Con đi mua cái đó cho nó, mua cái này chứ. Yes. Tại vì trong vòng 1 năm nhà có hư hao gì mình vẫn còn phải xu được cái người. Để mình tránh cho mình là người agent bị thưa kiện, và tránh cho cái người listing, người chủ nhà bị thưa kiện, là khi mình bán cái nhà đó là mình phải provide cho người ta cái home warranty. Rồi buyer agent phải yêu cầu người seller, người chủ nhà, mua cho tôi cái home warranty. Như cái nhà 1,8 triệu cô đang offer đó, là cô yêu cầu mua cho cô cái home warranty 1,200 một năm. Để mình tránh khỏi bị thưa kiện. Sau 1 năm là thôi rồi, nhà cô đã cũ mà. Còn nhà mới là được warranty thì đâu có bị thư kiện. Còn nhà cũ là sau 1 năm rồi là mình tự chịu, tự chết thôi. Yes.
Nhưng mà nếu em khai là em không biết, hoặc là em nói là hồi em ký cái final work, em ký em accept hết rồi là em không thua gì được hết. Họ mua cho mình cái home warranty đó, thì là mình có hư hao gì mình kêu cái tụi đó tới. Nhưng mà thường sự đó nó sẽ sửa cái gì minor nhỏ thôi, chứ cái gì mà lớn quá nó cũng không điều chữa, nó không sửa được đâu. Thì do đó khi hồi mua đó, mua cái home warranty phải mua upgrade, không mua cái standard, phải mua cái upgrade. Tức là trong đó là phải bảo vệ thêm cái air conditioner, bảo vệ thêm cái roof. Thí dụ nhà có hồ bơi phải bảo vệ thêm cái hồ bơi. Thí dụ mình mua những cái access extra, chứ không phải mua cái standard. Thì giống như xe hơi vậy, mình mua 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, whatever, thì mua cái nào nhiều thì nó cover mình cái nhiều nhiều thôi. Agent is not required to inspect area that is not reasonable accessible to visual inspection. Tức là mình là agent, mình có trách nhiệm đi thanh tra cái nhà coi nó tình trạng như thế nào. Nhưng mà nếu cái nhà ở Garden Grove, như nhà Garden Grove là nhà kia bằng gì? Nhà sàn. Thì ở dưới lòng đất đó, mình làm sao mình xuống thanh tra được, đâu phải job của mình đó. Cái đó là inspection nó làm, mình đâu có làm được. Thì mình không có bắt buộc hoặc là kêu mình lên mái nhà rồi đi lên trên mái nhà coi có bị leaking hay không, coi có bị hư hao, có bị gì không. Mình đâu có lên đó được, không phải job của mình không lên đó được. Hoặc là coi ống cống có bị nghẹt, không phải job của mình bớt của mình chỉ nhìn chung quanh thôi, nhìn tổng quát thôi. With condominium, agent only need to inspect unit for sale, not common area. Nếu mình mua cho khách hàng mình một cái condo hay một cái townhouse, mình chỉ có trách nhiệm là inspect cái unit mình đang ở thôi. Còn chung quanh nó bị cái gì, mình không phải trách nhiệm của mình. Còn mình mua cái nhà khách hàng là mình phải dẫn khách hàng đi chung quanh coi sân ngoài trước, sân ngoài sau, coi khu vực của nhà mình phải cần coi hết. Agent still has duty to inspect property and disclose any problem even if the property list as is. Có những trường hợp mình đi mua nhà, cái listing agent bỏ trên đó là sold as is, bán như vậy, mua như vậy, họ không sửa chữa gì hết. Nhưng mình vẫn phải request người buyer của mình làm cái home inspection để mình biết những cái as is đó là hư những cái gì. Và mình vẫn có quyền đòi hỏi người seller phải sửa chữa những cái đó cho dù họ nói là sold as is. Nhưng mà by luật của real estate, cái water heater phải function, tức là cái máy nước nóng phải có, nước lạnh nước nóng phải có, cái heater làm lạnh trong nóng trong nhà phải có, không cần máy lạnh nhưng vẫn cần heater, mái nhà không có leaking, gas có, carbon monoxide có, water fire detector phải có, những cái đó bắt buộc phải có. Basic, cái căn bản phải có. Cho dù như cái đó hư là mình vẫn phải yêu cầu chủ nhà phải sửa. Cho dù nó nói sold as is, I don't care. You say sold as is, but this is not a condition of living. You have to fix it. Cái là họ nhà đấu giá mà. Nhà là, tức là consumer rủi thôi. Thomas Sạc cũng đi đấu giá vậy. Trong mỗi lần mua một block, họ tất cả mà những người mà làm việc chung với Thomas Sạc họ đi mua một block. Ví dụ vậy, mua 10 căn thì trong đó đó 8 căn tốt, 2 căn xấu, chịu thôi. Đấu giá mà, đâu phải mua inspection, nó đâu có cho mình inspection. Giống như em đi, hồi đó giờ mấy em này có chưa mua xe đấu giá chưa? Tức là cái xe nó chỉ chạy ngang thôi, mình thấy cái xe là mình chỉ mình muốn mua là mình đấu giá mình mua thôi, mua ra rồi. Cô có người con của khách hàng đó đi mua xe đấu giá, nó mua xe 2.500. Trời nó ngon lắm, xe chạy ngon lắm. Về từ cái chạy từ chỗ đấu giá về tới nhà thôi. Về tới nhà là khỏi chạy luôn. Rồi cái nhà đó cũng vậy thôi. Mình mua nhà đấu giá là mình thấy mặt tiền nhà được là mình mua, rồi mua vô là ở trong nó thúi nát gì là mình chịu thôi. Phải có broker, phải có luật sư, phải có 10 triệu trở lên.
No way. Cô mà cầm 500 ngàn vô đó nó cười thúi mắt đó. Ấy dành đi mua được chứ, nhưng mà phải có tiền. Vô đó nó đấu block không nè, nó đấu lần chục căn không à. Phải tiền ở trong túi là 20 mấy triệu, trong mình trong tay mới đi mua chứ, mình nằm 500-300 ngàn vô đó nó cười thúi mặt á. Tại vừa nói mà đấu giá mình agree cái là tiền đóng liền tại chỗ mà. Có mấy nhiều người hỏi cô ơi, giờ em học ra rồi, cô với em đi đấu giá. Tôi nói em có nhiêu tiền nói cô nghe đi, nói thật thiệt đi rồi cô mới nói. Nói em có khoảng 500 ngàn mình đi đấu giá mua. Tôi nói em 500 ngàn để bỏ nhà băng đi em ơi. Vô trong nó cười cô mà nó cười em đó, tại cô không có tiền mướn luật sư đi theo. Tại luật sư nó phải coi cái record của cái nhà đó. Mình làm sao đủ chữ nghĩa, mình giờ phút đó mà coi sắp hồ sơ, thường thường những căn nhà đấu giá là bị tịch thu. Mà bị tịch thu vì lý do gì mình làm sao biết được? Thì có luật sư nó mới mời móc giấy tờ, nó order giấy tờ, nó mời móc ra, nó coi những giấy tờ đó, nó ok go on mua. Rồi lúc đó mình mới đấu giá. Mà người ngoài sao, ví dụ mình đấu giá 10 ngàn, sao nó nhảy 15 ngàn, xe 7. Có nhiều người Việt Nam vô trong đó chết rồi. Vì ngoài sao nó nhồi tới, nó gài hồi thằng kia mua là sạc nghiệp luôn. Tại vì tụi nó những người đó mà đi mua là mua tập đoàn, mua một nhóm, họ investor, họ có tiền nhiều, họ vô họ mới đấu giá, họ mua 10 căn, 8 căn họ lời, 2 căn họ lỗ, họ bù qua được. Còn mình vô mua 1 căn vô, mình lỗ chắc lớp, mình chết thôi, chết rồi, vốn mình có nhiều đó sao sống. Rồi, kể. À. Mà miếng đất đó ở đâu lận? Trời, Palm Dale hồi đó tại vì nó có giá, để cô nói cho em nghe lý do nó có giá, là chính phủ plan xây cái phi trường ở đó. Hèn chi á, bà con đổ xô xuống mua. Nhưng mà chính phủ plan, nhưng mà có thực hiện hay được hay không, có budget để làm hay không là một chuyện khác. Mà nó plan cái đó là đã 30 năm nay rồi, nó chưa thực hiện. Hèn chi giá nhà nó, đất nó đâu có lên. Em phải mua cái đất nào mà thấy là nó thành công rồi, nó plan nó được ký rồi mình mới mua. Bây giờ em có lâu lâu có lên thăm miếng đất của em không? Jesus. Không, nhưng mà đất bây giờ nó có giá đó. Cô nghĩ đó là em kiếm một người agent nào trên đó thực thụ biết giá cả đó. Đừng có nghe mấy lời quảng cáo. Rồi kệ nó, em đi lên trển em kiếm một người agent trên đó. Ok, người ta rõ, người ta biết rõ về đất đó. Em lên em hỏi bây giờ miếng đất của tôi giá trị bao nhiêu tiền. Nếu mà thật sự bây giờ đó em mua 4 ngàn, mà bây giờ em bán được 40 ngàn cũng bán đi. Em phải đứng... Thôi cái đó như là em ủng hộ chính phủ đi. Nhưng mà bây giờ đó cô nói thiệt, em đi lên trên đó, em đi tìm một người agent. Là em hỏi là chuyên buôn bán đất khu vực đó. Hỏi nó cái miếng đất của tao như vậy vậy đó, bây giờ mày cho tao biết cái giá. Bán đi. Chứ để đóng thôi, đóng tiền property tax rồi mà không làm gì hết. Uổng không? Đúng không? Thì mình phải xúc tiến đi. Tại vì Palm Dale không bao giờ xây phi trường đâu. Đó, liên hệ với cô đó đi. À, coi giùm đưa mẫu, đưa coi giá trị bao nhiêu tiền. Tại vì thật sự mấy cái thằng quảng cáo nó gửi lời, nó chuyên môn nó ém giá mình thôi. Nó chuyên môn nó ém giá mình thôi. Em hiểu không?
Con đeo xa. Palmdale, Springdale là right here. Palm Spring cũng 2 tiếng à. Nó cũng đi hai đi khác hai đường khác nhau à. Palmdale, Jesus Christ. If buyers wants to sue for agent failure to inspect, he must file suit to within 2 years of taking possession. Nếu bây giờ em muốn sue cái người agent mà failure to inspect property, em có thể thưa đó. Trong vòng 2 năm vẫn bị thưa đó. Không thưa đâu. Em này hiền lắm, không thưa đâu. Thưa là người ta mất chén cơm, ông tội nghiệp không có làm đâu. Khổ tâm quá không? Bị mấy người này áp đảo quá. Gì? Hỏi. Đừng có push, để từ từ anh suy nghĩ. Anh khi nào mà anh phải xích tiền túi ra nhiều, anh nóng ruột thì anh sẽ suy nghĩ, anh sẽ hành động. Còn bây giờ nếu 500 thì anh nói ok thôi kệ. Anh có lòng từ tâm mà, không sao đâu. Nhưng mà có người sẽ giúp em. Em hiểu không? Mình ở phải thì cái cô đó, cô làm trái thì sẽ có khi nào cô gặp đúng một người nào khác thì cô sẽ trả cái giá. Nhắc đi anh nào nữa. Người bạn đó. Lời nhiều cái tiền cổ lại à. Thôi bỏ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, được cái này mất cái kia. Ok thôi không sao hết. Nhưng mà ý cô nói rằng á, người ta hại mình hư hao có chút đỉnh, mình bỏ qua. Nhưng mà một ngày nào đó cổ gặp một người nào khác, có thể người ta xong đây yên cho cổ. Và cổ sẽ học cái bài học đó rất là khó, rất là phải chịu một giá trị rất là nhiều. Chỉ nói vậy thôi. Thì đó, ban đầu cô hứa chịu phân nửa, cô sụp xíu còn 2,5 đó. Sửa rồi. Cô biết cô làm sai, cô mới trả tiền ra chứ. Nếu cô làm đúng, cô đâu có một chịu trở niệm đó. Cô biết cô làm sai đó. Đó là cô nhận được làm sai, nhưng mà cái lòng tham của cô vẫn có trong đó. Khi mình hứa với người agent, hứa với người khách hàng, là mình chịu 50-50, là mình sẽ trả 50-50. Mình không có hứa tới lúc đó rồi mình lại drop cái price. We do that is wrong. Ăn hiếp. Hên cho cổ là em, hồi lúc đó em chưa đi học. Nếu em đi học là cổ không qua mặt được em đâu. Cô dạy em như vậy là không qua mặt được đâu. Không, anh mới mua nhà để anh bán thôi chứ anh không có mua. Nhưng mà bây giờ nó gì vậy đó, em đã bị kinh nghiệm đó rồi. Bây giờ em vô em học, em mới thấy là những gì cô đó làm càng sai trái nhiều hơn. Đúng không? Sự thật là cái đó là bây giờ cậu mới hiểu rằng cái sai trái của cô agent đó nhiều hơn là cái mà gặp cậu này hiền. Do đó cái thì sai trái của cậu bỏ qua. Nhưng mà nếu xui cho cổ gặp một người nào aggressive, người nào vì đồng tiền mà phải bị thua kiện, thua sửa chữa thêm 20-30 ngàn, người ta nóng đồng tiền người ta sẽ thua và cổ sẽ phải sửa. Tiền của họ mà sao bây giờ bán, đâu có mượn loan đâu. Tiền cash của họ muốn mua, họ muốn bán thì nào bán chứ không mượn loan thôi. Khi nào họ mượn cái loan á, thì có những cái nhà băng nó bắt buộc là mình phải giữ cái nhà đó 2 năm. Tại sao?
Tại vì nó muốn ăn cái tiền lời 2 năm đầu của mình đó. That's the first 2 years, first 5 years. Là cái tiền lời nó lấy toàn tiền lời không à. Cái principal mình bỏ vô có điều mình trả 1.500 tháng. Mình lỡ principal có 100 thôi. Còn bao nhiêu là vô trong tiền lời hết. Em phải biết là 5 năm đầu giống như xe hơi cũng vậy. Trong 1 năm tới 2 năm đầu cái tiền lời của mình trả tiền xe nó vô tiền lời hết. Tiền xe không có bao nhiêu, tiền vốn mình có nhiêu hết. Cái nhà cũng vậy. 2 năm đầu tại sao có nhiều lender nó không cho mình bán. Là tại vì nó muốn ăn cái tiền lời 2 năm đó của mình đó. Đó là lý do. Còn như cậu này có mua tiền mặt, có sợ gì mà còn phải chờ 2 năm, họ có lời là cậu bán thôi. Vì tiền của cậu mà, đâu ai cấm cậu đâu. Đúng không? A property buyer in transaction involving 1 to 4 unit residential property must be given transfer disclosure statement. Hồi nãy cô nói là cái TDS là transfer disclosure statement này. Right here. Transfer Disclosure Statement kêu bằng TDS, cái chữ trọt sọt word của mình đó, là khi người như cô listing nhà cho khách hàng trong vòng tuần lễ tới này là cô phải có cái form đó gửi cho seller tự điền ký wet signature, gửi bao thơ thẳng lại cho cô để cô nộp cho bên buyer. Đó là kêu TDS, Transfer Disclosure Statement, là trong đó seller sẽ khai ra hết cái nhà đó sửa chữa năm nào, thay những cái gì, có cái gì mới, có cái gì cũ, có ai chết trong nhà, có cái gì là có ăn cướp, có án mạng, có bị cảnh sát, có noisy chung quanh, cái gì là họ phải khai ra hết. Statement has separate section for seller, listing agent and selling agent. Trong statement đó có phần chữ ký của mình, có phần của listing agent ký, có selling agent ký. Agent should only fill out his own section of form, not seller section. Cái phần của mình chỉ điền cái phần nào của mình, tên mình ở chỗ đó mình điền, còn phần nào của seller là seller phải điền. Mình không bao giờ điền dùm. Cái form TDS này cô nhắc đi nhắc lại. Mình là agent, mình không có điền cái form này, chỉ có seller mới được điền cái này thôi. Transfer disclosure statement is used to list seller disclosures concerning what include in the sale, non-defected property, a problem, environment hazard, improvement without permit, nuisance and so on. Tất cả gì liên hệ trong cái nhà này, trong cái bán cái nhà này là sẽ có cái gì đi theo cái nhà, cái gì hư hao trong cái nhà này, cái gì không sửa chữa được, hoặc là tất cả những cái gì chung quanh, môi trường, nhà hay bị cháy như khu Anaheim Hill, nhà hay bị flood như khu Santa Ana, và những cái sửa chữa gì không có permit, thay window không permit, hoặc là add cho cái patio không permit. Và những cái khó khăn neighborhood quýnh lộn hoài ha, chữ lộn hoài, băng nhãn nó nhẵn lên mỗi ngày hay gì, phải khai ra hết. Selling agent is responsible for giving complete disclosure statement to buyer. Rồi cô sẽ làm, cô gửi cho cái người agent đại diện người mua, và người đó có trách nhiệm phải nộp cho người bán, người mua để cho họ review. Không thể mình đọc rồi mình thấy ôi trời ơi, cái này có người chết, có cái này có cái gì, thôi mình giấu liếm luôn, mình không đưa cho người, không được. Exempt transaction include property transfer tied to foreclosure, probate, divorce or other court action. Nhưng mà trong cái transaction này, nếu mà tài sản này bán vì lý dị, không cần nói ra. Bán gì bị tịch thu nhà cửa foreclosure, không nói ra. Chỉ khi họ list cái nhà, họ đã biết cái nhà này foreclosure rồi thì là biết rồi, nhà bị tịch thu, không cần kê khai những phần đó ra nữa. Hoặc là nhà probate, tức là nhà có người mất mà bây giờ chính phủ đang quyết định, chờ tòa quyết định ngày bán, không cần khai ra. Hoặc là có những cái court action nào khác là không cần khai ra. If buyer receive original or amend transfer disclosure statement, she might rescind purchase agreement if dissatisfied with disclosure. Nếu mà trong cái TDS này họ nhận thêm được một cái transfer disclosure statement amendment, tức là trong đó kèm theo một tờ giấy nữa là nói này, trong thời gian qua đang còn thưa kiện và đang anh em tôi đang thưa kiện với nhau, hoặc là trang nhà này tôi được bị cháy nhà, bị nấu marijuana cháy nhà rồi, người buyer có thể
withdraw cái cancel cái transaction, không mua nữa. Rồi, tuần tới học tiếp nha. I will. 21 người, phải lúc xưa đó là cô cho ăn clip rồi, tại lúc này COVID cô không dám làm. Cái gì? Trái gì? Nakademia nó rồi. Rồi em cho cô xin em trả bằng tiền gì? Đưa thẻ để cho cô chụp hình cho. Chào cô chúc. Bye bye, see you next week. Được. I will. Cô đi về, cô sẽ kể cho nghe chuyện mửa. Ok. Hả? Waikiki. Con cắt tắt giùm cô đi. Cô mắc làm này chút. Cô đi một phái đoàn của cô đi 30 đứa lần. Cô có